Chí tôn chiến thần, Giang Sách. Tập 91. Long thủ kinh ngạc nhìn Giang Sách, không dám tin tưởng chính mình tại trải qua long nước tiềm năng kích phát sau đó, lại còn biết không địch lại Giang Sách. Điều đó không có khả năng. Tiềm năng toàn bộ đều kích thích ra chính hắn, đã vượt ra khỏi loài người phạm vi. Hắn lấy một địch 100 đều không vấn đề chút nào. Sự thực cũng là như vậy, ở thập đại hoàng kim liên thủ dưới sự công kích, long thủ đều có thể không có áp lực chút nào, toàn bộ đánh bại, phần thực lực này xa phi thường người có thể so sánh. Phía trước Giang Sách thì triển ra toàn bộ lực lượng, cũng vẫn là giống nhau bị đánh không còn hình người. Vì sao nhanh như vậy Giang Sách lại lần nữa đứng lên? Hơn nữa, lực lượng còn trở nên vô cùng cường đại, thậm chí vượt qua tiềm năng toàn bộ kích thích ra long thủ. Đây cũng quá nghịch thiên a. Tựa hồ mặc kệ long thủ trở nên cường đại dường nào, Giang Sách luôn có thể trở nên so với hắn mạnh hơn, cái này rất kẻ đáng ghét rồi. Long thủ gầm hét lên, ngươi là thuộc con rán sao? Vì sao mỗi lần đều không đánh chết ngươi? Bất kể là chí mưu vẫn là lực lượng, mỗi lần đều nhanh muốn đem ngươi giết chết, vì sao ngươi còn có thể đứng lên? Vì sao, vì sao, vì sao? Hắn gần như hiết tư để lý điên cuồng hét lên, nắm tay như mưa rơi giống như Giang Sách đánh tới. Trước hắn chính là chỗ này sao đánh bại Giang Sách? Đáng tiếc, một lần này hắn không có may mắn như thế. Lúc này đây Giang Sách cũng không có bị hắn sở đánh bại, long thủ mỗi một quyền đều bị Giang Sách cho vững vàng tiếp được, ở Giang Sách trong mắt, long thủ nắm đấm giống như là động tác chậm giống nhau. Oanh! Long thủ chẳng qua là hơi chút xuất hiện một cái dừng lại, cũng liền như vậy không giờ không giây giây mà thôi, đã bị Giang Sách bắt được, một quyền trực tiếp nện ở long thủ bộ phận, cả người bay thẳng rồi đi ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Giang Sách không chút hoang mang hướng đi hắn. Muốn biết vì sao ngươi thất bại sao? Kỳ thực chính là bốn chữ. Ta, không phải, thắng, đang. Long thủ trên mặt của tràn đầy thiên huyết, hắn cười điên cuồng lấy, ta bất thắng chính. Ha 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 ha, ha 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 ha, ngươi dám lại chuyện phiếm một chút sao? Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, ta cho tới bây giờ cũng không tin cái gì ta bất thắng chính. Lại một lần nữa, long thủ như là phát điên nhằm phía Giang Sách. Quyền kia đầu hung hăng đập về phía Giang Sách mi tâm. Một quyền này thề phải cướp đi Giang Sách mệnh. Nhưng mà Giang Sách cũng không có bất luận cái gì tránh né ý tứ, cũng tương tự vung ra một quyền. Đi sau mà tới trước. Giang Sách nắm đấm trước một bước đập vào long thủ trên trán, chỉ thấy long thủ giống như là như khí cầu bị đâm thủng giống nhau, vèo một tiếng liền bay ra ngoài. Thình thịch, long thủ trực tiếp bị đập ở tại trên thân xe. Lõm xuống đi vào một cái to lớn hố. Cửa sổ xe đánh vỡ, một khối nhọn thủy tinh trực tiếp đâm xuyên long thủ cổ, cả người trong nháy mắt bị mất mạng. Thương cảm một đời cường giả, chung quy mệnh thuộc về hoàng tuyền. Giang Sách hít thở sâu một hơi, thu tinh thần. Sau đó, Giang Sách lập tức mới ngã xuống đất, 108 cây ngân châm đem Giang Sách khí toàn bộ đều ép đi ra, làm như vậy là sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn sở hữu lực lượng khổng lồ. Nhưng di chứng cũng là khá là nghiêm trọng. Giang Sách toàn thân khí cơ hồ bị hao hết, không có bởi vì tiêu hao quá độ mà chết coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Không có 10 ngày nửa tháng, sợ là không khôi phục lại được. Giang Sách nằm trên mặt đất, ngay cả hô hấp đều cảm thấy tương đương vất vả, nhìn những người khác trai tới đem Giang Sách ôm bắt đầu, lái xe đưa đi y viện. Còn như long thủ thi thể, quan phương người rất nhanh thì chạy tới, đem mang đi. Long thủ, cái này vừa là họa thế gian đại ma đầu, cuối cùng là bị tiêu diệt. Trong bệnh viện, Giang Sách từ từ mở mắt, liền thấy 12 hoàng kim cùng với khu trưởng Tiêu Học Thần cũng đứng tại hắn trước giường bệnh, đại gia ân cần nhìn hắn. Đã thật lâu không có cảm giác như vậy rồi. Từ Giang Sách trở thành Tu La chiến thần tới nay, đã thật lâu không có lại bị qua nghiêm trọng như vậy tổn thương. Không thể không nói, long thủ thật vẫn cường đại. Long thủ là duy nhất một cái có thể đem Giang Sách bức bách đến cực hạn người. Về sau sợ là đều sẽ không còn có mạnh mẽ như vậy địch nhân rồi. Các ngươi không muốn đều vây quanh ở nơi đây, ta còn thực sự không phải thói quen. Giang Sách chậm chạp trầm thấp nói rằng. Tiêu Học Thần cười cười, đại gia cũng chỉ là quan tâm thương thế của ngươi mà thôi. Long thủ một cái như vậy đại ma đầu cuối cùng là bị tiêu diệt,
đến tận đây, long mạch bên người chiến lực mạnh nhất liền toàn bộ bị thanh không. Bây giờ long mạch chính là một quang can tư lệnh, chúng ta là thời điểm phát động tổng công. Giang Sách hỏi, muốn trực tiếp bắt long mạch sao? Tiêu Học Thần hồi đáp, còn cần một chút thời gian. Hiện tại cần đem toàn quốc trong phạm vi bị long mạch khống chế địa vực cho sửa sang lại, phái ra binh lực, tranh thủ đem long mạch một lưới bắt hết. Rốt cục, cái này xưng vương xưng bá hơn 1000 năm ác ma, hắn vương quốc là thời điểm bị diệt. Tiêu Học Thần còn nói thêm, long mạch thế lực khổng lồ, tuy là long thủ, long lân, long trảo tam đại chiến lực toàn bộ hao tổn, nhưng như trước có đại lượng lính tôm tướng cua, không cố gắng kế hoạch một cái, rất dễ dàng sai lầm. Bất quá người yên tâm, tối đa nửa tháng, long mạch cùng với hắn bộ hạ, sẽ bị toàn bộ tiêu diệt. Thiên, thì sắp sáng. Giang Sách thở ra một hơi dài, nói rằng, đây cũng là ta đây bao lâu tới nay một mực tâm nguyện, sớm một chút đem long mạch này cổ ác thế lực cho diệt trừ, ta có thể trở về cùng người nhà đoàn tụ, cũng không biết trong nhà hiện tại như thế nào. Đôi ngư đi tới nói rằng, yên tâm đi thống suất, nhà của ngài người tất cả mạnh khỏe. Như vậy tốt nhất. Rốt cục, đại kết cục sắp tới. Long mạch, quyết tử chiến thời gian không xa. Vẽ thượng tập đoàn trong, lão thiên tôn ngồi dưới đất, trước mặt để từng cái bình rượu, toàn bộ đều là hắn uống xong còn dư lại. Hắn đã không biết uống bao nhiêu bình, còn muốn uống. Ngay cả long thủ đều thua, xong, triệt để xong, trên thế giới lại cũng không khả năng có bất kỳ người có thể đánh bại Giang Sách. Đáng chết này đồ hỗn hào. Hắn làm hại nhà của ta phá người vong, làm hại ta sở thống trị Yến Thành trở thành tay người khác, lẽ nào cứ tính như vậy? Lão thiên gia a, người tại sao muốn đối với ta ác như vậy? Cho tới bây giờ cũng không biết nước mắt vì vật gì lão thiên tôn, lần đầu tiên chảy xuống tuyệt vọng nước mắt. Bí thư Diêu Châu đứng ở một bên, yên lặng lắc đầu thở dài. Long thủ đều chết hết, vẽ thượng tập đoàn tương lai sợ là cũng mất. Tin tưởng rất nhanh Giang Sách cùng với phía chính phủ sẽ nhằm vào vẽ thượng tập đoàn, một lưới bắt hết. Cùng với ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Siêu Châu mắt đỏ nói rằng, vẽ thượng tập đoàn nhất định là không giữ được, lão thiên tôn, nếu như ngươi chịu bỏ lời nói, chúng ta liền đổ một lần, dùng vẽ thượng tập đoàn làm lợi thế xuất nhất khẩu ác khí. Lão thiên tôn nhìn về phía Siêu Châu, lợi thế, tiền đặt cược, hết giận. Siêu Châu gật đầu. Bây giờ vẽ thượng tập đoàn tuy là mặt trời sắp lặn, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bên ngoài đánh giá giá trị như trước có trên 10 tỷ. Nếu như toàn bộ đều xuất ra đi, có trọng thưởng tất có người dũng cảm, còn cũng không tin, trên cái thế giới này không ai có thể thu thập được Giang Sách. Lão thiên tôn hé mắt, trong lòng tính toán khoảng khắc. Cùng với đến khi Giang Sách hợp nhất vẽ thượng tập đoàn, không bằng trực tiếp dùng để cùng Giang Sách đồng quy vu tận. Hắn dùng lực vỗ vỗ mặt đất, tốt, ta đồng ý. Lão thiên tôn dựa theo Diêu Châu phương pháp đi làm, đem vẽ thượng tập đoàn trở thành lợi thế, hướng toàn thế giới tung ra một đạo lệnh truy sát, ai có thể giết chết Giang Sách, vẽ thượng tập đoàn liền giao cho người nào. Tuy là vẽ thượng tập đoàn đã bị chơi đùa quá, nhưng chung quy lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, vẽ thượng tập đoàn vẫn là sở hữu trên 10 tỷ đánh giá giá trị. Cái gọi là có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Hướng về phía nhiều tiền như vậy, tin tưởng nhất định sẽ có ưu tú sát thủ báo lại danh. Sự thực cũng là như vậy. Đang đuổi giết lệnh tuyên bố ra ngoài không đến thời gian nửa ngày, thì có đại lượng sát thủ đi tới vẽ thượng tập đoàn. Nhật Bản, Tây Dương, nghề nghiệp, dân gian. Các loại các dạng người tới. Thế giới sát thủ trên bảng xếp hạng có danh tiếng, trên cơ bản đều đến đông đủ. Đương nhiên. Nhiều người như vậy cùng đi giết Giang Sách đó là không thực tế, là ám sát không phải cường công, như thế một nhóm lớn người xông lên, sợ là không tới Giang Sách trước mặt cũng đã bị trấn áp rồi. Chỉ có thể tuyển trạch một người đi ám sát Giang Sách. Chọn người nào? Lão Thiên Tôn trải qua một phen suy tính sau đó, làm ra hai tầng sàng chọn. Tầng thứ nhất là chọn, đại lãng đào xa, đêm này dạng không đứng đắn trước cho loại bỏ đi ra ngoài. Không thể để cho những phế vật này chiếm danh ngạch. Sau đó mới tới một vòng tinh tuyển. Lão thiên tôn an bài rất nhiều tay chân tới chắc thí những sát thủ này thực lực, có thể qua quan lưu lại, không thể quá quan liền toàn bộ đều đánh đuổi. Cứ như vậy, đi ngang qua 3 ngày sàng chọn qua đi, tổng cộng còn dư 10 người. Thập đại cao tay,
mỗi cái đều có thực lực kinh người. Lão Thiên Tôn đối với bọn họ rất hài lòng, 10 người này có thể phân biệt hành động, ai có thể giết chết Giang Sách, tranh kia thượng tập đoàn trên 10 tỷ tài sản liền cho người đó. Nhưng ngay khi thập đại cao tay vừa mới chuẩn bị hành động thời điểm, hết ý tình huống xảy ra. Một gã hắc y nam tử đi tới vẽ thượng tập đoàn cửa, nói hắn chính là báo lại danh thiếp giết Giang Sách. Diêu Châu đem hắn dẫn theo đi vào, nguyên bổn cũng là dự định đối với hắn tiến hành hai đợt trắc thí, nhìn một cái tài nghệ của hắn thế nào, kết quả hắc y nam tử nói ẩu nói tả, hắn lại muốn cầu cùng thập đại cao tay tiến hành tỉ thí. Dựa theo ý tứ của hắn, năng lực của hắn tại phía xa thập đại cao trên tay. Từ một mình hắn ra ngựa cũng đủ để giải quyết vấn đề, không cần phải nữa có những người khác tới vướng chân vướng tay. Khẩu khí lớn như vậy, không biết hắn là hay không sở hữu lớn như vậy năng lực. Kết quả là, Diêu Châu ở được Lão Thiên Tôn đồng ý sau đó, an bài một hồi từ thập đại cao tay quyết đấu hắc y nam tử chiến đấu. Sự thực chứng minh, hắc y nam tử cũng không hề nói dối, thực lực của hắn quả nhiên cường hãn, ngắn ngủi mấy phút thời gian liền đem trải qua sàng chọn thập đại cao tay toàn bộ đánh bại. Hắn càng là nói nghiêm túc, chỉ những thứ này cái đồng nát hàng cũng muốn đi đánh bại Tu La Chiến Thần. Lão Thiên Tôn, khó trách người biết vẫn thất bại. Lão Thiên Tôn đối với hắc y nam tử bội phục tột cùng, hỏi còn không biết các hạ tính danh. Hắc y nam tử từ tốn nói, Mạc Thập Tam. Mạc Thập Tam. Đang nghe tên này sau đó, Lão Thiên Tôn trong lòng cả kinh, tên này hắn là biết đến. Thế giới dưới đất sát thủ bảng xếp hạng đệ nhất danh. Phàm là Mạc Thập Tam đón lấy nhiệm vụ, sẽ không có thất bại, trên thế giới sát thủ đáng sợ nhất. Chỉ là bởi vì Mạc Thập Tam sát nhân quá nhiều, đưa tới cửu gia nhiều lắm, ở một lần Mạc Thập Tam ra ngoài chấp hành ám sát nhiệm vụ thời điểm, bị người tính toán, người nhà chịu khổ sát hại, ngay cả cưỡng bảo chi chung hài tử đều không thể may mắn tránh khỏi. Từ đó về sau, Mạc Thập Tam cực kỳ bi thương, từ nay về sau mai danh ẩn tích, lại cũng không tiếp nhận bất luận cái gì nhiệm vụ, trở thành một truyền thuyết. Mạc Thập Tam đã tiêu thất rất lâu rồi. Nhưng hắn thực lực không có ai hoài nghi, thế giới dưới đất sát thủ bảng xếp hạng đệ nhất danh, vĩnh viễn là Mạc Thập Tam, nhiều năm như vậy cũng không có thay đổi qua. Hắn sáng tạo ra được này kỳ tích, là hậu nhân khó có thể sánh bằng. Biết hắc y nam tử chính là nổi danh đã lâu Mạc Thập Tam, Lão Thiên Tôn vui mừng quá đỗi, hai tay ôm quyền nói rằng, Mạc tiên sinh có thể tái xuất giang hồ, thực sự là vinh hạnh của ta. Mạc Thập Tam lạnh lùng nói rằng, ta chỉ là nhìn chúng tiền của ngươi mà thôi. Đem công ty sửa sang xong, đêm nay ta sẽ giết chết Giang Sách, tới tiếp quản ngươi vị trí. Nói xong, hắn bước nhanh ly khai vẽ thượng tập đoàn. Lão Thiên Tôn nhìn Mạc Thập Tam bóng lưng, tràn đầy tự tin nói rằng, Giang Sách cùng Long Thủ đánh một trận xong, thương thế chưa lành, lại gặp Mạc Thập Tam như vậy cao thủ tuyệt đỉnh khiêu chiến, ta cũng không tin hắn còn có thể sống được xuống tới. Nhân tâm y viện, cửa. Mạc Thập Tam đứng nghiêm ở cửa, hai mắt nhìn bên trong bệnh viện bộ phận. Hắn không có tuyển trạch ám sát, mà là lựa chọn một loại phi thường hết ý phương thức khiêu chiến. Tựa hồ, hắn cũng không muốn lặng lẽ đem Giang Sách giết chết, mà là muốn ở trước mặt mọi người giết chết Giang Sách, làm cho toàn thế giới đều biết hắn Mạc Thập Tam uy danh. Cái này cùng Mạc Thập Tam qua lại phong cách nhưng thật ra là một trời một vực. Y viện, bên trong phòng bệnh. Giang Sách nằm trên giường bệnh, người bên cạnh đã sớm đem Mạc Thập Tam khiêu chiến thư đưa đến trong tay của hắn. Giang Sách sau khi xem xong, cười khổ nói, Mạc Thập Tam, sát thủ bảng xếp hạng đệ nhất nam nhân, tiêu thất gần 5 năm rồi, ngày hôm nay cư nhiên xuất hiện ở cửa hướng ta khiêu chiến. Ha ha, ta còn thực sự là có mặt mũi à. Đôi ngư nói rằng, thống suất, thương thế của ngươi thế chưa lành, hiện tại đi ứng chiến đối với ngươi cực kỳ bất lợi. Huống hồ, đây là Lão Thiên Tôn xử trá, chúng ta không cần để ý đến hắn. Giang Sách lắc đầu, nếu như hắn là tới ám sát, ta đây có thể cho các ngươi 12 hoàng kim thay ứng chiến. Nhưng Mạc Thập Tam không có làm như vậy, hắn là quang minh chánh đại tới khiêu chiến, nếu như ta không xuất chiến, vậy chính là ta thua. Ngươi biết, chúng ta người tập võ quy củ xưa nay đã như vậy. Đôi trong mắt cá tràn đầy lửa giận. Quy củ là chết. Người là sống, không cần thiết kéo trọng thương thân thể đi ứng chiến a. Đôi ngư đó là cực kỳ bất mãn,
thậm chí còn muốn cho bình nước giả trang thành Giang Sách dáng dấp đi theo Mạc Thập Tam chiến đấu. Cái này hoang đường. Giang Sách ăn vài miếng thuốc giảm đau, hoạt động một chút xương ống chân, nói rằng, nếu như ta ngày hôm nay chết trận, vậy chính là ta mệnh số. Nhớ kỹ, các ngươi ngàn vạn lần không thể lấy tìm Mạc Thập Tam báo thù. Nói xong câu đó, Giang Sách đang lúc mọi người ánh mắt nhìn soi mói đi ra phòng bệnh, đi ra y viện, đi tới Mạc Thập Tam trước mặt. Hai người, mặt đối mặt. Mặc dù là chẳng hề nói một câu, cũng đã biết được thân phận của nhau, chính là như vậy ngầm hiểu lẫn nhau. Giang Sách nhận lấy một thanh trường đao, Mạc Thập Tam cũng quất ra tùy thân đeo trường kiếm. Không cần nhiều lời cái gì, người tập võ, muốn chiến liền chiến. Quát to một tiếng, song phương bước nhanh ép về phía đối phương. Cao thủ chân chính chiến đấu cho tới bây giờ đều không phải là lề mề, cao thủ so chiêu, trong một chiêu cũng đủ để thấy rõ. Đao kiếm đụng vào nhau. Bịch một tiếng, kiếm, chặt đứt. Giang Sách thực lực tại phía xa đối phương trên, công lực mạnh, trực tiếp đem Mạc Thập Tam kiếm cho chặt đứt, liên quan chặt đứt còn có Mạc Thập Tam cổ. Nhất chiêu qua đi, Mạc Thập Tam mắt nhắm lại, bị mất mạng. Tiên huyết, theo cầu thang chảy xuống phía dưới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giang Sách xoay người nhìn nằm trên đất thi thể, trong ánh mắt lưu lộ ra vẻ nghi hoặc. Tuy nói thực lực của đối phương cũng không yếu, thế nhưng cùng trong truyền thuyết Mạc Thập Tam vẫn có chênh lệch không nhỏ. Chí ít ở Giang Sách xem ra, vẻn vẹn chỉ là cái trình độ này nói, còn chưa đủ để lấy trở thành sát thủ bảng xếp hạng đệ nhất danh, chẳng lẽ là Mạc Thập Tam thoái ẩn 5 năm, thân thủ bước lui. Những người khác có thể không quản được nhiều như vậy, đều tưởng Giang Sách thật lợi hại. Đôi ngư hưng phấn đã chạy tới nói rằng, còn sát thủ bảng xếp hạng đệ nhất, cũng liền tài nghệ này a, thừa dịp thống suất ngươi ở đây trọng thương thời điểm tới khiêu chiến cũng đã rất đê tiện không chỗ rồi, bây giờ còn bị nhất chiêu đánh bại, thực sự quá rác rưới. Giang Sách thu hồi đao, nói rằng, đem hắn thi thể xử lý tốt, không nên để cho bất luận kẻ nào vũ nhục, đây là đối với võ giả tôn trọng. Đôi ngư gật đầu, ta minh bạch, chuyện còn lại giao cho ta tới làm là được rồi. Thống suất ngài mau trở về nghỉ ngơi đi. Giang Sách ho khan vài tiếng, ly khai hiện trường. Sau đó đôi ngư lại sắp xếp người đem Mạc Thập Tam thi thể xử lý tốt. Thâm Sơn, phòng trúc. Một cái gương mặt như đao khắc vậy nam tử chậm rãi tỉnh lại, chứng kiến trước mặt trên bàn để một phần thư. Hắn tự tay cầm tới, sau khi mở ra nhìn kỹ. Thư nội dung vì ca, ta theo lấy người học tập 15 năm kiếm thuật. Cũng muốn sáng chế thuộc về mình một mảnh thiên địa. Hiện tại Yến Thành Lão Thiên Tôn treo giải thưởng giết Giang Sách, nếu như ta có thể làm được nói, sẽ một lần hành động thành danh, thiên hạ đều biết. Ca, chờ ta tốt tin tức. Lạc khoản vì, Mạc Tâm Minh. Tâm Minh. Thời khắc này nam tử chính là sát thủ bảng xếp hạng hạng nhất Mạc Thập Tam, mà trước cùng Giang Sách chiến đấu, cũng không phải là Mạc Thập Tam bản thân, mà là Mạc Thập Tam thân đệ đệ Mạc Tâm Minh. Năm đó Mạc Tâm Minh theo Mạc Thập Tam cùng đi chấp hành nhiệm vụ, chỉ có sợ bị giết. Tại nơi sau đó, Mạc Tâm Minh vẫn luôn đi theo ở ca ca bên người. Mạc Thập Tam đem hắn toàn bộ kiếm thuật đều truyền cho Mạc Tâm Minh, nhưng thiên tài cùng người thường thì không cách nào tương để tịnh luận. Mặc dù Mạc Thập Tam dốc túi truyền cho, Mạc Tâm Minh cũng chỉ có thể học được Mạc Thập Tam lục thành trình độ. Đối với người bình thường mà nói, vẻn vẹn lục thành trình độ đủ để ứng phó. Nhưng đối với Giang Sách loại này cao thủ tuyệt đỉnh, dựa vào lục thành trình độ liền muốn chiến thắng. Vậy thì có điểm si tâm vọng tưởng. Mạc Tâm Minh vốn là ý tứ, là ở nhờ ca ca danh tiếng bắt nhiệm vụ, đang giết chết Tu La chiến thần Giang Sách sau đó, lại đi hướng toàn thế giới kể ra tên của mình. Hắn muốn dương danh lập vạn. Hắn muốn đạp Giang Sách trên thi thể vị. Đáng tiếc. Tuổi trẻ khinh cuồng, còn trẻ vô tri. Mạc Tâm Minh thực lực cùng Giang Sách vẫn là chênh lệch quá, mặc dù là trọng thương chưa lành Giang Sách, cũng có thể ở trong một chiêu đem chém giết. Đây chính là song phương thực lực chênh lệch rõ ràng. Khi nhìn đến phong thư này sau đó, Mạc Thập Tam cả người khẩn trương không ngớt, hắn rõ ràng Mạc Tâm Minh thực lực, biết Mạc Tâm Minh hành động như vậy không khác nào chịu chết. Vì vậy hắn không chút do dự rời khỏi nhà, đi Yến Thành tìm kiếm em trai Hạ Lạc. Chỉ là... hắn đến chậm một bước. Chờ hắn đến Yến Thành thời điểm,
cũng đã chứng kiến Mạc Tâm Minh bị Giang Sách giết tin tức, thi thể cũng bị đưa cho Vẽ Còn tập đoàn. Vẽ Còn trong tập đoàn. Lão Thiên Tôn ngồi ở ghế trên không vui nói, cái gì chó má sát thủ bảng xếp hạng, liền loại này nát hàng cũng có thể xếp hàng thứ nhất. Nhất Chiêu đã bị Giang Sách cho giết trong nháy mắt. Phế vật A, Mạc Thập Tam, còn trong truyền thuyết sát thủ, trình độ cũng quá lần. Siêu Châu cũng là lắc đầu liên tục, nàng cũng không nghĩ ra Mạc Thập Tam trình độ sẽ như thế thấp kém. Ngay cả Mạc Thập Tam đều kém như vậy, Na Trước chọn lựa ra thập đại cao thủ chẳng phải là càng thêm đồ ăn kê. Nghĩ đến đây, đã cảm thấy báo thủ vô vọng. Giang Sách, đó dù sao cũng là ngay cả Long Thủ cũng có thể giết chết cường giả siêu cấp. Há là một người như vậy có thể đối phó? Ai? Đang lúc bọn hắn hai cái lắc đầu thở dài, cảm thấy sức sống lúc tuyệt vọng, một cái nam tử đi đến, hắn là không mời mà tới, từ bên ngoài một đường đánh vào. Ân, Lão Thiên Tôn vừa nhìn thấy nên nam tử, lập tức liền từ ghế trên đứng lên. Trước mắt tên nam tử này cùng trước chết đi Mạc Thập Tam làm sao dáng dấp giống nhau đến bảy phần. Ngươi là... Lão Thiên Tôn ngơ ngác nhìn nam tử trước mắt, cảm thấy nghi hoặc. Nam tử kia chậm rãi mở miệng nói, ta là Mạc Thập Tam. Mạc Thập Tam? Tại sao lại một cái Mạc Thập Tam? Các ngươi là đại lượng sản xuất. Còn không đợi Lão Thiên Tôn hỏi rõ, Mạc Thập Tam trong nháy mắt liền đi tới bên người của hắn, thanh trường kiếm kia gác ở Lão Thiên Tôn trên cổ của, nói rằng trước bị giết, là của ta đệ đệ. Nghe nói như thế, Lão Thiên Tôn trong nháy mắt liền biết. Hắn tằng hắng một cái, nói rằng, ngươi muốn cho đệ đệ báo thù. Vậy ngươi hẳn là đi tìm Giang Sách không nên tới tìm ta a. Ta chỉ là tuyên bố nhiệm vụ, cũng không phải ta giết chết Giang Sách. Mạc Thập Tam nói rằng, ta tới tìm ngươi, hai cái mục đích. Một, mang ta đi em trai thi thể, thứ hai, nói cho ta biết làm sao tìm được Giang Sách. Hai chuyện này đều rất tốt làm. Lão Thiên Tôn đầu tiên là đem Mạc Tâm Minh thi thể giao cho Mạc Thập Tam, sau đó đem Giang Sách tin tức cặn kẽ đều nói cho Mạc Thập Tam. Lần này, sẽ có chân chính sát thủ bảng xếp hạng đệ nhất danh đi đối phó Giang Sách. Lão Thiên Tôn thì thào nói rằng, chỉ mong một lần này Mạc Thập Tam có thể cho lực một điểm, sát thủ bảng xếp hạng hạng nhất nhân vật hung ác, đừng để cho ta thất vọng rồi. Mạc Thập Tam mang đi Mạc Tâm Minh thi thể, mai táng ở tại Thâm Sơn trong rừng trúc. Nơi đó, là bọn hắn trường cư chỗ. Đệ đệ, người thật là quá choáng váng, vì danh, ngay cả mạng đều có thể bỏ qua sao? Người quên trước đây người nhà là thế nào bị hại sao? Mạc Thập Tam khóc không thành tiếng. Hắn sở dĩ nhiều năm như vậy vẫn ẩn cư Thâm Sơn, chính là hy vọng tránh né cửu gia truy sát, có thể làm cho đệ đệ của mình có thể an an ổn ổn sống sót. Chỉ là không nghĩ tới. Kết quả là đệ đệ cư nhiên chính mình đi ra ngoài chịu chết. Vận mệnh thực sự là yêu trêu cợt người a. Mạc Thập Tam đem một bầu rượu đục rơi tại trước mộ phần, nói rằng, Tâm Minh, người đi ca ca cũng sẽ không sống một mình. Người chờ ta giết chết Giang Sách, liền sẽ trở lại cùng ngươi. Cuối cùng, hắn đem trong bầu rượu còn dư lại uống một hơi cạn sạch, đem rượu ấm cho Nghiêm Khắc đập nát, xoay người ly khai. Tìm Giang Sách, báo huyết cừu. Thông suốt, lại có một cái Mạc Thập Tam tới khiêu chiến ngươi. Đôi ngư sốt ruột lật đật chạy vào phòng bệnh. Cũng không biết là không phải thọc hầu tử chứa, trước giết chết một cái Mạc Thập Tam, hiện tại lại tới một cái Mạc Thập Tam. Náo đâu? Nhưng mà Giang Sách lại có vẻ phi thường chấn định, tựa hồ ngay từ đầu liền liệu đến sẽ có như thế vừa ra. Hắn gật đầu, nói rằng, quả nhiên theo ta phỏng đoán giống nhau. Đôi ngư không hiểu hỏi, thống suốt. Tại sao dường như ngươi ngay từ đầu cũng biết sẽ có như thế vừa ra? Giang Sách hồi đáp, kỳ thực lần trước giao thủ thời điểm cũng cảm giác được, cái kia Mạc Thập Tam tuy là thực lực không tệ, nhưng khoảng cách sát thủ bảng xếp hạng đệ nhất khoảng cách còn có không nhỏ. Lúc đó ta chỉ muốn, hắn có phải hay không là giả, từ trước mắt tình trạng đến xem, quả thế. Đôi ngư nghe xong, càng thêm lo lắng. Lần trước cái kia giả thực lực đều đã rất mạnh, vậy bây giờ cái này thực sự. Thực lực chẳng phải là càng nghịch thiên. Lấy Giang Sách trước mắt tình trạng cơ thể, chịu đựng được sao? Thông suốt, lúc này đây vô luận như thế nào ngươi cũng không thể xuất chiến. Không bằng để ta tới chiến đấu a. Bọn họ chơi xa luân chiến,
chúng ta cũng không còn cần phải theo chân bọn họ nói quy củ giang hồ. Giang Sách khoát tay áo, ta, ứng chiến. Đôi ngư sâu đậm thở dài. Nếu Giang Sách đều đã nói như vậy, vậy khẳng định là không có cơ hội lại thay đổi cái gì, chỉ phải dựa theo Giang Sách nói đi làm. Bất đắc dĩ, đôi ngư lại một lần nữa cho Giang Sách ăn thuốc giảm đau, sau đó đem đao giao cho Giang Sách. Một người một đao, xuất chiến. Giang Sách đi tới cửa bệnh viện, gặp được chân chính Mạc Thập Tam. Ngươi là Mạc Thập Tam? Là. Vậy lần trước nhân là. Đệ đệ ta. Từ Mạc Thập Tam na tức giận trong ánh mắt là có thể nhìn ra, hắn lần này là ôm quyết tâm liều chết tới. Giang Sách sâu thở dài một hơi. Loại này mất đi em trai cảm giác, mình cũng đã từng có. Rất khó chịu. Nếu như ngay từ đầu Giang Sách cũng biết người kia không phải Mạc Thập Tam, là giả, có thể cũng sẽ không phát sinh như vậy bi kịch. Đáng tiếc, trên cái thế giới này không có nếu như. Giang Sách bả đao ngang qua đây, cùng Mạc Thập Tam cách xa nhau hơn 10 mét, nhìn nhau. Cao thủ so chiêu, hầu hết thời gian cũng không cần động thủ thật. Hai người bọn họ đã đạt tới ý niệm là có thể phân ra cao thấp trình độ, ở nhìn nhau hơn 10 giây sau, Mạc Thập Tam mới thanh kiếm rút ra. Tu La chiến thần, Giang Sách, quả nhiên danh bất hư truyền, một trận chiến này ta thua. Hai người cũng còn không có chính thức binh khí giao nhau, Mạc Thập Tam cũng đã nhận thua. Ở song phương ý niệm trong chiến đấu, Mạc Thập Tam thua. Thế nhưng, mặc dù biết rõ đây là một hồi thất bại, sẽ chết chiến đấu, Mạc Thập Tam cũng không có chút nào lui bước cử động. Hắn như trước muốn chiến. Bởi vì đây là hắn còn sống duy nhất tín niệm, nếu như ngay cả thư này niệm đều bỏ qua nói, hắn sẽ trở nên ngay cả cái xác không hồn cũng không bằng. Giang Sách cũng biết rõ này để ý. A, à, Mạc Thập Tam quát lên một tiếng lớn, thật nhanh xông về Giang Sách, một kiếm đâm về phía Giang Sách trong lòng, mà Giang Sách đao cũng bổ về phía rồi Mạc Thập Tam đầu. Dựa theo đạo lý mà nói, dưới tình huống như thế, song phương chắc là lẫn nhau né tránh. Thế nhưng Mạc Thập Tam không có. Hắn biết rõ thất bại, không có chiến thắng Giang Sách khả năng, vậy tại sao còn muốn né tránh đâu? Không bằng dứt khoát một điểm, đại gia đến cái đồng quy vô tận. Thổi phù một tiếng, kiếm đâm vào Giang Sách trong lòng. Có thể Giang Sách đao lại dừng ở Mạc Thập Tam đầu bên cạnh, cũng không có chặt xuống. Song phương một chiêu này so đấu, Mạc Thập Tam hạ sát thủ, mà Giang Sách lại thu chiêu rồi. Vì sao? Mạc Thập Tam phi thường kinh ngạc nhìn Giang Sách, không rõ vì sao Giang Sách biết thu chiêu, hắn đều đã làm xong cùng Giang Sách đồng quy vô tận dự định. Giang Sách khóe miệng máu tươi chảy ra, nhìn hoang mang không chừng Mạc Thập Tam, mỉm cười nói, ta đã từng mất đi đệ đệ, biết loại đau khổ này cùng trách nhiệm. Nếu như ta tử năng đủ để cho ngươi từ đó giải thoát, ta rất vui lòng đi làm. Mạc Thập Tam à Mạc Thập Tam, ngươi giống như là từ trước ta, quá giống. Mấy câu nói Mạc Thập Tam cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nếu như Giang Sách một đao chém chết hắn, hắn ngược lại cảm thấy thống khoái, giải thoát, xong hết mọi chuyện. Nhưng bây giờ Giang Sách lại hy sinh tự mình tiến tới tác thành cho hắn. Cái này, Mạc Thập Tam khó có thể chịu đựng. A, à, Mạc Thập Tam một cái liền đem kiếm cho rút ra, kiếm của hắn cũng chưa hoàn toàn xỏ xuyên qua Giang Sách trái tim, còn để lại một phần lực đạo. Chính là cái này một phần lực đạo, làm cho Giang Sách mệnh có thể kéo dài. Giang Sách, ngươi thắng. Ta không giết được ngươi. Mạc Thập Tam hai tay nắm ở thân kiếm, đương một tiếng, đem kiếm cho chiết thành hai đoạn, ném xuống đất. Sau đó, hắn xoay người sải bước ly khai. Tuy là hắn rất muốn báo thù, thế nhưng đối với Giang Sách địch nhân như thế, hắn thực sự không hạ thủ. Chứng kiến Mạc Thập Tam cứ vậy rời đi. Giang Sách lộ ra mỉm cười. Kết cục như vậy, đối với song phương đều tốt. Phù phù một tiếng, Giang Sách cũng nữa không chịu đựng nổi, trực tiếp nằm ở trên mặt đất, đã hôn mê. Thống suất, đôi ngư mau để cho người qua đây, dùng cáng cứu thương đem Giang Sách đưa vào y viện tiến hành cứu giúp. Cũng may Giang Sách thân thể tố chất rất mạnh, cộng thêm chữa bệnh thiết bị hoàn thiện, cứu giúp đúng lúc, cuối cùng Giang Sách mệnh xem như là bảo vệ. Hữu kinh vô hiểm. Lâu như vậy tới nay, đây là Giang Sách thụ thương nghiêm trọng nhất một lần. Đôi ngư nói rằng, ta muốn đem tất cả hoàng kim đều triệu tập qua đây,
24 giờ bảo hộ thống suất, hơn nữa về sau bất kể là ai tới khiêu chiến, ta đều sẽ không lại cho phép thống suất ngươi đi ứng chiến. Giang Sách cười cười, nói rằng, Đôi Ngư, ngươi chính là không thương dùng đầu óc. Như ngươi vậy bảo hộ ta, có thể bảo hộ cả đời sao? Chúng ta cần phải làm là từ nguồn cội chặt đứt tội ác, mà không phải bị động chịu đòn. Đôi Ngư nhíu nhíu mày, không biết rõ Giang Sách lời nói là có ý gì. Giang Sách giải thích, rất đơn giản, sở dĩ sẽ có người tới khiêu chiến, ám sát ta, là bởi vì Lão Thiên Tôn hạ huyền thưởng lệnh. Ta nghĩ muốn mạng sống, quan trọng nhất là đem cái này huyền thưởng lệnh giải quyết rơi. Đôi Ngư gật đầu, tốt, ta hiện tại tìm người đem Lão Thiên Tôn giết. Giang Sách khoát tay áo, người phương pháp kia thực sự quá tồi tệ rồi, kỳ thực thủ đoạn hơi chút cao minh một điểm, chúng ta có thể thu được càng nhiều hồi báo hơn. A hát, đưa lỗ tai qua đây. Đôi Ngư tiến đến Giang Sách bên người, nghe Giang Sách đem kế sách nói rõ sau đó, trên mặt khuôn mặt u sầu lập tức liền tiêu thất, ngược lại có vẻ rất hưng phấn thật cao hứng. Thống suất, người phương pháp này tốt, khả thi rất cao. Hơn nữa ta đã có thể tưởng tượng Lão Thiên Tôn Na thống khổ bộ dáng. Ta đây đi làm ngay, thống suất, người tốt nhất nghỉ ngơi. Nói xong, Đôi Ngư bước nhanh ly khai phòng bệnh, ấn chiếu Giang Sách nói làm. Giang Sách hít thở sâu một hơi, nhìn Trần Nhà nói rằng, giết một người đơn giản, cứu một người người khó, đặc biệt hay là muốn cứu một người lòng của người ta, thì càng khó khăn. Lão Thiên Tôn, ta đã từng đáp ứng ngươi nữ nhi thân cung huân, muốn cho ngươi quay đầu lại là bờ. Lúc này đây, là ta một lần cuối cùng kiên trì. Vẽ còn tập đoàn, chủ tịch bên trong phòng làm việc. Lão Thiên Tôn tức giận thẳng dậm chân, cái gì chó má bảng xếp hạng đệ nhất sát thủ. Chính là một rác rưởi. Rõ ràng thiếu chút nữa có thể đem Giang Sách cho giết, kết quả là cứng như thế xanh xanh đem Giang Sách đem thả đi, thực sự là tức chết ta. Bí thư Diêu Châu nói rằng, kỳ thực hiệu quả đã tốt vô cùng, Giang Sách hiện tại đang đứng ở trọng thương trong, chúng ta còn có cơ hội. Cơ hội? Cơ hội gì? Lão Thiên Tôn không vui nói, Giang Sách bên người 12 đại hoàng giờ này ngươi tưởng đùa giỡn sao? Chúng ta phái ra cái nhân tài nào có thể ám sát Giang Sách? 12 hoàng kim 24 giờ coi chừng, Tiêu Học Thần bên kia lại an bài đại lượng cảnh lực bảo hộ. Dưới tình huống như thế còn muốn giết chết Giang Sách, đó không phải là người si nói mộng sao? Siêu Châu cũng có chút không biết nên làm sao bây giờ. Muốn trách thì trách đừng 13, rõ ràng kiếm của hắn nhiều hơn nữa một tấc có thể giết chết Giang Sách. Hết lần này tới lần khác chính là không có đâm xuống. Ngẫm lại đã cảm thấy làm giận. Chủ tịch ngài trước xin bớt giận, ta sẽ đi ngay bây giờ tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ, có trọng thưởng tất có người dũng cảm, tin tưởng khẳng định vẫn là có người sẽ vì tiền bí quá hóa liều. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp khác. Siêu Châu phải đi tuyên bố mới nhất nhiệm vụ. Kết quả chuyện lúng túng xảy ra, cùng lần trước bất đồng chính là, lúc này đây tuyên bố nhiệm vụ sau đó thậm chí ngay cả một cái tiếp nhiệm vụ cũng không có. Siêu Châu còn tưởng rằng là chính mình máy dệt ra trục trặc, một phen sau khi kiểm tra mới phát hiện không phải. Những sát thủ kia đều đối với Giang Sách vô cùng sợ hãi, không dám nhận chịu nhiệm vụ. Cũng quá túng một điểm a. Siêu Châu tự mình gọi điện thoại đi hẹn đã từng hợp tác qua sát thủ, kết quả đối phương dây cự, thuận tiện còn nói cho Diêu Châu, bây giờ Giang Sách đã bị các đại tổ chức sát thủ đặt ở sổ đen bên trong. Tổ chức sát thủ sổ đen. Có thể đi vào danh sách này nhân, chính là sát thủ kiên quyết sẽ không đi ám sát. 10 triệu người bên trong cũng không nhất định có một. Mà Giang Sách, cũng rất vinh hạnh bị bỏ vào danh sách này. Nói đùa, sát thủ bảng đệ nhất đừng 13 đều không giết chết khủng bố nhân vật, những người khác còn có cần phải đi chịu chết sao? Hơn nữa Giang Sách đại nhân đại nghĩa cũng quả thực cảm động không ít người trong đồng đạo. Có tình có nghĩa. Thực lực khủng bố, còn có đại lượng cao thủ bảo hộ. Người như vậy, đã không có người muốn đi huyết. Đừng nói ám sát Giang Sách rồi, coi như là tới gần Giang Sách đều là nhất kiện chuyện vô cùng khó khăn, bây giờ Giang Sách, căn bản là không có khả năng bị giết chết. Siêu Châu còn không hết hy vọng, từng cái điện thoại gọi đi ra ngoài, kết quả lấy được trả lời thuyết phục đều là nhất trí. Giang Sách, kiên quyết sẽ không giết chết. Siêu Châu tương đương tuyệt vọng. Khí hanh hanh đem điện thoại ném xuống đất. Túng hóa, nhất bang túng hóa.
một cái có thể đánh cũng không có, tất cả đều là phế vật. Nàng theo lão thiên tôn lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên cảm thấy như vậy tuyệt vọng cùng bất lực, Giang Sách là nàng căn bản không lấy được nam nhân. Lão thiên tôn cùng Diêu Châu hai người bất đắc dĩ ngồi ở ghế trên. Càng nghĩ, cũng tìm không ra một cái thích hợp biện pháp tới. Đang lúc bọn hắn hai cái cảm thấy không có bất kỳ người nào có thể giết chết Giang Sách thời điểm, bỗng nhiên, máy vi tính biểu hiện tiếp đơn thành công, có người tiếp nhận ám sát Giang Sách nhiệm vụ. Người nào? Diêu Châu không kịp chờ đợi đi qua xem, tiếp một người tên là Văn Bà Bà. Tin tức biểu hiện, đây là một cái 74 tuổi hỏng bét lão bà tử. Diêu Châu trợn tròn mắt. Náo đâu? Đừng 13 dạng như cao thủ tuyệt đỉnh đều giết không chết Giang Sách. Một cái 74 tuổi hỏng bét lão bà tử có thể làm gì? Đi chịu chết sao? Không biết cái này Văn Bà Bà là xuất phát từ loại nào mục đích tiếp đơn, ngược lại nàng là hiện nay duy nhất một cái còn đuổi theo đi ám sát Giang Sách. Vào thời điểm khác, Diêu Châu căn bản sẽ không để ý tới loại này hỏng bét lão bà tử, cảm thấy thấy cũng là bạch thấy. Nhưng đã đến hiện tại loại thời điểm này, ngựa chết chữa thành ngựa sống. Gặp một lần cũng sẽ không thế nào. Vì vậy Diêu Châu liền đem Văn Bà Bà cho hẹn đi ra, tại công ty bên trong phòng họp tiếp đãi như vậy một vị đã có tuổi lão thái thái, lão thiên tôn cũng theo tới xem một chút tình huống. Gặp mặt sau đó, Diêu Châu nặng nề thở dài. Cái này Văn Bà Bà thật là cùng tin tức trên biểu hiện giống nhau như đúc, vừa già lại lưng còng, ngay cả bước đi đều lao lực. Diêu Châu cùng lão thiên tôn liếc nhìn nhau, đồng thời lắc đầu. Lão thái thái này còn có thể ám sát Giang Sách. Nàng sợ là nhiều đi hai bước đường đều sẽ mệt chết a. Diêu Châu cố nén phiền táo, hỏi, Văn Bà Bà, người xác định không có lầm, thật muốn tiếp đơn đi ám sát Giang Sách sao? Lão thái bà gật đầu, phi thường khẳng định nói, đúng vậy, ta sẽ cho các ngươi giết chết Giang Sách, để báo đáp lại, các ngươi cần đem vẽ còn tập đoàn chuyển giao cho ta. Diêu Châu cười khổ lắc đầu, bà bà, ngài đều như thế cao tuổi rồi, còn cả ngày làm mộng tưởng hão huyền đâu. Liền ngài hiện tại bộ dáng này, ngay cả bước đi đều lao lực, còn muốn đi ám sát Giang Sách. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Văn Bà Bà dùng một đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm Diêu Châu, cười lạnh nói, tiểu cô nương, ngàn vạn lần không nên trông mặt mà bắt hình dong a. Là, lão thái bà ta là lớn tuổi, bước đi đều lao lực, ngươi để cho ta đi ám sát Giang Sách đương nhiên không có khả năng. Đừng nói bây giờ ta, coi như là thứ 20 tuổi trẻ tuổi nhất thời điểm ta. Cũng tuyệt đối không phải Giang Sách cái loại này cao thủ tuyệt đỉnh đối thủ a. Vậy còn đi ám sát cái rắm? Đùa giỡn người chơi sao? Diêu Châu trên mặt của lộ ra vẻ giận dữ, lão thiên tôn càng là dùng sức vỗ xuống bàn, quát thực sự là lãng phí thời gian, cút đi. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị đem Văn Bà Bà cho đuổi đi thời điểm, lão thái bà đột nhiên nói rằng, kỳ thực các ngươi chỉ là muốn Giang Sách đi tìm chết, ta có thể giết chết Giang Sách là được. Cần gì phải nhất định phải là ám sát. Hiện tại Giang Sách bên người thủ vệ nhiều như vậy, căn bản không khả năng có người có thể đến gần. Lời nói này vẫn có chút đạo lý. Lão Thiên Tôn quay đầu nhìn nàng một cái, hỏi, không phải ám sát còn có thể dùng phương pháp gì? Hạ độc vẫn là cường công a, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hạ độc là không có khả năng, Giang Sách bản thân liền là y thuật cao thủ, cộng thêm bên người một đống còn nhỏ tâm thử độc. Căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội. Còn như cường công, càng là quên đi. Tiêu học thần an bài đại lượng cảnh sát trông coi, nhiều như vậy thương, ngươi xông đi vào. Văn Bà Bà cười hắc hắc một tiếng, không phải là cường công, cũng không phải hạ độc, càng không phải là ám sát, lão bà tử ta có một bộ phương pháp đặc thù có thể giết chết Giang Sách. Những lời này cũng rất có ý tứ, lập tức liền tóm lấy rồi lão thiên tôn cùng Diêu Châu Tâm. Lão Thiên Tôn vô cùng hiếu kỳ mà hỏi, phương pháp đặc thù. Phương pháp gì? Văn Bà Bà kiệt kiệt khặc cười vài tiếng, giống như là một con chuột, tiếng cười kia khiến người ta sợ run lên. Ta dùng phương pháp chính là hai chữ. Chớ chú. Nghe thế hai chữ, Lão Thiên Tôn nở nụ cười, quái lực loạn thần, lời nói vô căn cứ. Người một cái hỏng bét lão bà tử quả nhiên là một thần côn, mau cút cho ta a. Hắn căn bản không tin tưởng Văn Bà Bà lời nói. Nhưng mà Văn Bà Bà lại phi thường tự tin nói rằng, lão thiên tôn đừng có gấp nha, ta người này đều là trước làm việc sau thu tiền.
Ta sẽ trước giúp ngươi diệt trừ Giang Sách, sau đó sẽ lấy tiền. Lão Thiên Tôn vừa nghe, cảm thấy chuyện này vẫn đủ đáng tin, hắn liền thích loại này trước làm việc sau thu tiền người. Nếu như sự tình làm xong, Na Lão Thiên Tôn cam tâm tình nguyện đem công ty qua tay đi ra ngoài. Nếu như làm không thích hợp, vậy cũng không quan hệ, chính mình một phân tiền không cần bỏ ra, không hề tổn thất. Thấy thế nào đều là một khoản không có khả năng mua bán lõ vốn. Lão Thiên Tôn gật đầu, phi thường tốt, vậy vỗ lão bà ý tứ của ngươi đi làm a, không biết cần bao lâu mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Văn bà lại kiệt kiệt khạc nở nụ cười, không bao lâu nữa, 3 ngày thời gian như vậy đủ rồi. Bây giờ Giang Sách thân thể rất yếu, đúng lúc là công kích hắn thời cơ. Chỉ bất quá ta cần Lão Thiên Tôn các ngươi giúp ta một điểm nhỏ vội vàng, ta một người sợ là còn không giải quyết được. Gấp cái gì, cứ việc nói. Ta cần dùng đến Giang Sách sinh thành bát tự, còn có hắn một giọt máu. Lão Thiên Tôn nhìn về phía bí thư Diêu Châu, hai thứ đồ này ngươi có thể đoạt tới tay sao? Diêu Châu gật đầu, không thành vấn đề, Giang Sách tin tức đã sớm điều tra nhất thanh nhị sở, sinh thành bát tự hiện tại thì có. Còn như một giọt máu, vậy cũng không khó. Giang Sách hiện tại mỗi ngày đều cần ở y viện tiến hành đại lượng trị liệu xử lý, mỗi ngày hầu như đều phải rút máu. Ta mua được hộ sĩ cầm một điểm hàng mẫu, căn bản không gọi sự tình. Như là đã quyết định được rồi kế hoạch, vậy trực tiếp tiến hành. Không đến thời gian nửa ngày, Giang Sách huyết dịch hàng mẫu cũng đã bị đoạt tới tay. Ở văn bà yêu cầu phía dưới, Lão Thiên Tôn trả lại cho nàng đặc biệt chuẩn bị một gian phòng trống, dựa theo văn bà theo như lời xây dựng một cái pháp đài, heo, nghiêu, dê 3 cái đầu người đặt trên pháp đàn. Sau đó ở trong phòng đều dán đầy màu đậm giấy vàng phù, trên mặt đất dựa theo thất tinh bắc đầu phương vị dọn lên đèn trong. Bên trong phòng âm u quỷ dị, nhìn cũng rất khiếp người. Phòng như vậy, đừng nói đi vào rồi, chỉ là ở cửa nhìn đều toàn thân thẳng lên nổi da gà. Văn bà cũng đổi lại một thân đạo bào, cầm trong tay kiếm gỗ đào đi vào. Nàng từ ống tay áo bên trong lấy ra một cái trước giờ chuẩn bị xong người bù nhìn, dùng chu sa dính bút. Ở bùa vàng trên giấy viết xuống Giang Sách sinh thành bát tự, dính vào người giấy trên người. Cuối cùng lại đem Giang Sách dòng máu rơi vào người giấy trên đầu. Chuẩn bị thỏa đáng sau đó, văn bà bắt đầu cách làm. Nàng nhảy quỷ dị vũ đạo, trong miệng nói lẩm bẩm, không biết đang nói gì, nghe không rõ ràng lắm. Chứng kiến văn bà tóc rối bù, quỷ dị kia dáng dấp quả thực vẫn là rất dọa người. Lão Thiên Tôn như thế kiến thức rộng rãi, vẫn là cảm giác có điểm run bắn cả người. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Diêu Châu, phát hiện Diêu Châu đều đã sắc mặt trắng bệch lui về phía sau, không có chút nào dự định đến gần dáng vẻ. Tình hình như vậy rằng có đại khái gần 10 phút bộ dạng. Văn bà cuối cùng là nhảy xong rồi. Nhưng làm lão nhân này ra cho mệt muốn chết rồi, nàng lớn tuổi như thế, bước đi đều lao lực. Chớ đừng nói chi là thời gian dài như vậy khiêu vũ, ca hát. Văn bà buông kiếm gỗ đào, dùng dây đỏ trói lại người bù nhìn cổ, sau đó đứng ở trên ghế đầu, đem người bù nhìn treo ở một chuyện trước chuẩn bị xong rũ xuống tới trên móc. Bốn phía chung quanh điểm lục căn rất to hương, dùng khói một mực huân người bù nhìn. Vậy là được rồi. Văn bà từ trên ghế đầu thận trọng bò xuống tới, hướng về phía cửa hai người vẫy vẫy tay. Đều xử lý tốt, các ngươi có thể vào được. Lão Thiên Tôn cùng Diêu Châu liếc nhìn nhau, trước sau cất bước đi vào phòng bên trong. Vừa đi vào gian nhà, cũng cảm giác vô cùng âm u khủng bố, toàn thân có một loại không nói được cảm giác âm lãnh thấy. Lão Thiên Tôn còn cố ý tằng hắng một cái cho mình thêm can đảm một chút tử, sau đó nói, văn bà, người nói xử lý tốt là có ý gì a? Văn bà chỉ vào phía trên dắt người bù nhìn. Giải thích, ta đã đối với Giang Sách hạ chớ chú, trong vòng 3 ngày hắn là chắc chắn phải chết. Hơn nữa, hắn còn có thể bởi vì phổi tiến nhập đại lượng yên từ đó làm cho đường hô hấp bại liệt mà chết, bất kể thế nào kiểm tra cũng sẽ không tra ra nguyên nhân, bất kể thế nào thi cứu cũng không thể cứu được sống. Lợi hại như vậy, Lão Thiên Tôn nuốt nước miếng một cái, vẫn luôn nghe nói cao thủ ở dân gian, ngày hôm nay xem như là chân chính nhìn thấy cao nhân. Lợi hại. Loại này thủ đoạn sát nhân đơn giản là thấy những điều chưa hề thấy chưa bao giờ nghe. Nếu quả như thật thành công, đó thật đúng là không được sự tình.
Lão Thiên Tôn trong lòng yên lặng nói rằng, xem ra sau này ta phải đem mình sinh thành bát tự cho ẩn giấu tốt, còn có ta huyết, tuyệt đối không thể tùy tiện bị người lấy đi, nếu không, không biết làm sao lại sẽ bị người cho giết. Văn bà bà, người xác định ngươi một bộ này hiệu nghiệm không? Văn bà bà nở nụ cười, có tác dụng hay không, trong vòng 3 ngày liền thấy rõ. Ân, mặc kệ kết quả như thế nào, ngược lại trong vòng 3 ngày này, phải đem văn bà bà trở thành là thượng tân giống nhau đối đãi. Lão Thiên Tôn cũng là không có nói, trực tiếp khiến người ta ở tửu điếm cấp 5 sao mở một gian, phòng cho Tổng thống, mỗi ngày chi tiêu lên một lượt vạn, ăn uống ở toàn bao, chuyên môn hầu hạ văn bà bà. Đối đãi mình mẹ ruột cũng bất quá như vậy. Nhân tâm y viện, VIP phòng bệnh. Giang Sách đi ngang qua lần lượt khôi phục trị liệu sau đó, thân thể đã dần dần bình phục. Cộng thêm thân thể hắn kiện tráng, lại dùng ngân châm trợ giúp chính mình khôi phục, ngắn ngủi mấy ngày bên trong cũng đã khôi phục 4-5 thành. Có nữa một tuần lễ ước đoán là có thể khỏi hẳn. Mọi người ở đây đều cảm thấy cao hứng thời điểm, nhất kiện chuyện không nghĩ tới xảy ra. Giang Sách ở đôi cá đi cùng, đang ở bệnh viện trong hoa viên tản bộ, xem hoa, phơi nắng, bỗng nhiên trong lúc đó cũng cảm giác tráng váng đầu hoa mắt, hô hấp khó chịu, bưng phổi vị trí thống khổ té trên mặt đất. Thống suất, ngươi làm sao vậy? Bác sĩ. Đôi ngư cho rằng Giang Sách là thương thế tái phát, mau để cho bác sĩ, hộ sĩ đều đuổi qua đây, đem Giang Sách đưa cho phòng cấp cứu tiến hành cứu giúp. Nhưng phi thường lúng túng là, một lần này bệnh phát nguyên nhân tựa hồ không phải là bởi vì vết thương cũ. Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi tới, sắc mặt khá khó xử nhìn nói rằng, đôi ngư, có chuyện a? Vấn đề gì? Giang tiên sinh phổi dường như xảy ra vấn đề gì, có một loại bị vật gì vậy cho bế tắc, thiêu hủy cảm giác, nhưng chúng ta phản phục kiểm tra qua, lá phổi của hắn vật gì vậy cũng không có a. Phổi làm sao sẽ xuất hiện vấn đề? Đôi ngư tuyệt không lý giải, không phải trái tim bị thương sao? Chả thế nào ảnh hưởng đến phổi rồi. Bác sĩ cũng không hiểu là thế nào chuyện gì xảy ra. Tất cả, chính là một mê. Khiến người ta như tên hòa thượng lùn 2 thước với tay sờ không đến đầu, sao vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. Giang Sách bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, lập tức liền đưa tới cực đại coi trọng, toàn bộ Yến Thành người đều đang chú ý món này tin tức trọng đại. Đôi ngư từ toàn thế giới điều tới ưu tú nhất bác sĩ. Kết quả tất cả mọi người thúc thủ vô sách. Kỳ thực Giang Sách mình chính là cái kia thầy thuốc đứng đầu nhất. Ngay cả Giang Sách mình cũng không có cách nào cho ra phương án trị liệu, chớ đừng nói chi là người khác. Trong khoảng thời gian ngắn, Yến Thành bầu trời có chút hôn ám. Mỗi người đều nằm ở khẩn trương và bất an trong, dựa theo trước mắt dưới tình hình đi, không biết từ lúc nào Giang Sách sẽ xảy ra bất trắc, trực tiếp ly khai nhân thế. Như vậy ác liệt tình trạng vẫn kéo dài, từ ban ngày đến đêm tối, lại từ đêm tối đến ban ngày. 2 ngày nhiều thời giờ quá khứ, vẫn không có bất kỳ khởi sắc. Giang Sách sắc mặt siêu cấp xấu xí, cả người hấp hối. Rốt cục, ở rạng sáng ngày thứ 3 thời điểm, Giang Sách qua đời, hoàn toàn ly khai nhân thế, cùng cái này nơi phồn hoa vĩnh cửu cáo biệt. Một đời chiến thần, không hiểu chết thảm. Giang Sách tử vong tin tức tràn đầy các đại trang tin tức khối, Yến Thành dân chúng khóc ròng ròng. Khu trưởng tiêu học thần càng là vì Giang Sách an bài trọng đại mặc niệm nghi thức. Người đáng thương a. Giang Sách linh quan ở trên đường cái chậm rãi mang, trái phải hai bên đều là tiễn đưa đám người, Giang Sách liền nằm linh trong quan, mọi người đều đến xem hắn một lần cuối cùng. Có người bi thương, đương nhiên cũng có người vui vẻ. Cao hứng nhất không ai bằng Lão Thiên Tôn rồi. Hắn đã hưng phấn ở phòng làm việc nhảy lên vũ đạo, rốt cục, cái này làm người ta chán ghét tên cuối cùng là chết. Cho đến giờ phút này, Lão Thiên Tôn mới ý thức tới thì ra Giang Sách cũng vẻn vẹn chỉ là một người phàm. Hắn không phải là không có thể chiến thắng. Hắn chính là sẽ xảy ra bệnh, sẽ chết. Quá tuyệt vời. Văn bà bà pháp thuật thật đúng là lợi hại a. Lão Thiên Tôn đem văn bà bà tôn sùng là thượng khách, rất chiêu đãi, cũng hỏi văn bà bà một bộ này chớ chú thủ pháp là học từ đâu. Văn bà bà mỉm cười. Lời nguyền này há là có thể tùy tiện tiện liền nói cho người khác biết. Nàng dứt bỏ nguyền rủa sự tình không nói chuyện,
trực tiếp đối với Lão Thiên Tôn nói rằng, ta không phải nghĩa vụ giúp cho ngươi, xin nhớ cam kết của ngươi, giết chết Giang Sách, về sau vẽ thượng tập đoàn chính là thuộc về của ta. Lão Thiên Tôn vỗ ngực một cái, không có vấn đề, vẽ thượng tập đoàn về sau liền thuộc về ngươi. Vì vậy, ở bữa cơm trong yến hội, Lão Thiên Tôn cùng Văn Bà Bà ký kết chuyển nhượng hiệp nghị, đem vẽ thượng tập đoàn toàn bộ đều chuyển nhượng cho Văn Bà Bà. Từ nay về sau, Văn Bà Bà chính là vẽ thượng tập đoàn chủ tịch. Lão Thiên Tôn thời kỳ, triệt để quá khứ. Đêm đó, Lão Thiên Tôn uống say mềm, mang theo còn dư lại không nhiều tiền tài ly khai vẽ thượng tập đoàn, ly khai cái này hắn đánh liều cả đời địa phương. Hắn ở tại một nhà tửu điếm cấp 5 sao. Nằm ở trên giường, quay đầu lại chuyện cũ, Lão Thiên Tôn không khỏi lã chã rơi lệ. Hắn không biết nên lấy cái gì từ ngữ để hình dung mình cả đời này, phấn đấu cả đời, kết quả là không có gì cả lưu lại. Con trai không có, nữ nhi không có, công danh lợi lộc toàn bộ đều không có. Đến cùng hắn cả đời này là ở vì cái gì mà trả giá? Không biết. Lão Thiên Tôn không có đáp án. Hắn ngơ ngác nhìn trần nhà, bên người liền một cái có thể nói chuyện người đều không có, hắn giờ phút này chân chính trở thành người cô đơn. Giết chết Giang Sách cảm giác vui thích, rất nhanh cũng đã biến mất. Xông tới, chỉ có vô tận tịch mịch cùng thống khổ. Cung Huân, ba ba rất nhớ ngươi. Vào giờ khắc này, hiện lên trong đầu hắn, là nữ nhi thân Cung Huân nụ cười. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, Lão Thiên Tôn đời này vui vẻ nhất vui sướng nhất thời điểm, chính là hắn ngay từ đầu kiếm được tiền, làm cho người một nhà được sống cuộc sống tốt thời điểm. Khi đó mỗi tháng có thể có mấy trăm ngàn, một năm trên 1 triệu. So với việc người thường mà nói, đã là phi thường giàu có gia đình, thời điểm đó Lão Thiên Tôn người một nhà, áo cơm không lo, gắn bó yêu nhau. Nhưng lòng tham không đáy. Bị quyền thế, tiền tài che đậy cặp mắt Lão Thiên Tôn, từng bước đạp về hắc ám vực sâu. Người nhà đã không trọng yếu. Chỉ cần có tiền có thế, cái gì đều được buông tha. Có thể qua mấy thập niên sau đó mới đột nhiên thức dậy, thì ra hết thảy đều là hư vô, trong cuộc sống chỉ có cảm tình mới là chân thật nhất. Giờ khắc này, Lão Thiên Tôn khóc như là một đứa bé. Hắn gối nữ nhi mộng, chìm vào giấc ngủ. Nếu như lên trời có thể cho hắn đã từ làm lại lần nữa cơ hội, hắn cũng sẽ không bao giờ tuyển trạch vì tiền tài, quyền lực mà buông tha người nhà. Đáng tiếc, trên cái thế giới này không có nếu như. Đêm đã khuya, người đã tỉnh. Trong lúc mơ mơ màng màng, Lão Thiên Tôn cảm giác mình thân thể dường như đung đưa. Mở mắt ra vừa nhìn, a hát, khá lắm, không biết từ lúc nào chính mình xuất hiện ở một người giống là cổ đại nha môn địa phương, trái phải hai bên toàn bộ đều là áo quần lố lăng tiểu quỷ. Trước mắt là một cái bàn, phía sau bàn đang ngồi là một cái đại hắc khuôn mặt. Cái này, chuyện gì xảy ra? Ta không phải ở tửu điếm ngủ sao? Làm sao sẽ tới đến cái chỗ này? Lúc này, na đại hắc khuôn mặt vỗ bàn nói rằng, Lão Thiên Tôn, người tuổi thọ đã hết, còn không tự biết. Tuổi thọ đã hết, chết. Lão Thiên Tôn lăng lăng nhìn cái kia đại hắc khuôn mặt, mới ý thức tới khả năng này chính là trong truyền thuyết Diêm La Vương. Ta chết. Đại hắc khuôn mặt tiếp tục nói, Lão Thiên Tôn, ngươi một đời làm đủ trò xấu, tội lỗi chồng chất, sau khi chết là muốn dưới tầng 18 địa ngục, nhận hết chiên dầu đao quả các loại cực hình. Ngươi, có thể nhận tội. Lão Thiên Tôn cả người đều ngu. Người đang dương gian làm nhiều việc ác, sau khi chết sẽ xuống địa ngục, bị trừng phạt, đây là một cái ngay cả tiểu hài tử đều biết sự tình. Thế nhưng... loại sự tình này không phải đều là trong chuyện thần thoại xưa phát sinh sao? Vì sao? Lão Thiên Tôn vừa kinh vừa sợ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Na đại hắc khuôn mặt tiếp tục nói, như đầu mã diệt, đem Lão Thiên Tôn mang xuống, trước chịu phân thây chi hình. Ân, na như đầu mã diện đi lên, một tả một hữu đỡ Lão Thiên Tôn cánh tay muốn đi. Chậm, chậm, Lão Thiên Tôn đột nhiên hô to. Đại hắc khuôn mặt giơ tay lên ý bảo dừng lại, sau đó hỏi, Lão Thiên Tôn, ngươi có lời gì muốn nói? Lão Thiên Tôn nhìn chung quanh một chút vây, hỏi, ta chỉ muốn hỏi một vấn đề, nữ nhi của ta nàng. Nàng là chết hay sống? Trước đây thân Cung Huân bất cáo nhi biệt, sống chết không rõ, chuyện này vẫn treo ở Lão Thiên Tôn trong lòng.
Trước đây thật ngại quá đối ngoại nhân mở miệng. Hiện tại hắn đều đã chết, nơi nào vẫn còn ở tử những thứ này. Quyền thế phú quý hắn toàn bộ đều không để bụng, hắn hiện tại chỉ muốn biết nữ nhi còn sống hay không. Nữ nhi, ngươi là nói Thân Cung Huân sao? Lão Thiên Tôn liên tục gật đầu, là nàng. Nữ nhi của ta thế nào? Đại Hắc mặt trầm ngâm khoảng khắc, cầm lấy sinh tử bộ, từng trang liếc nhìn, cuối cùng ừ một tiếng, đối với Lão Thiên Tôn nói rằng, con gái của ngươi Thân Cung Huân còn có 71 năm tuổi thọ, hiện tại sống rất thoải mái. Phải, Lão Thiên Tôn trong mắt nước mắt chảy ròng, sống là tốt rồi a. Đại Hắc khuôn mặt nhìn mặt đầy nước mắt Lão Thiên Tôn, hỏi, ngươi bây giờ thấy hối hận rồi. Lão Thiên Tôn cúi đầu, không nói được một lời. Có hối hận không thì có ý nghĩa gì chứ? Mất đi, chẳng lẽ còn có thể một lần nữa cầm về sao? Mình cũng đã chết, hảo hảo tiếp thu nghiêm phạt là được, những thứ khác muốn nhiều hơn nữa đã không có ý nghĩa. Có thể Na Đại Hắc khuôn mặt lại nói, nếu như ta cho ngươi một lần làm lại lần nữa cơ hội, ngươi là muốn tiếp tục cùng Giang Sách ăn thua đủ, vẫn là với ngươi nữ nhi quay về với tốt. Làm lại lần nữa cơ hội, còn có thể có. Lão Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn Đại Hắc khuôn mặt, trong con mắt tràn đầy khát vọng. Đi qua cái này một lần sinh tử, hắn mới hiểu được trong cuộc sống cái gì mới là chân quý nhất. Ta muốn nữ nhi của ta. Đại Hắc khuôn mặt gật đầu, giơ tay lên một cái, la lớn, bật đèn. Lão Thiên Tôn còn chưa hiểu là thế nào chuyện gì xảy ra, chỉ thấy chu vi đèn đều sáng lên, nguyên bản đen thui đại sảnh, lúc này bị chiếu xạ phi thường lượng. Kỳ thực cũng không phải cái gì nha môn đại sảnh, vẻn vẹn chỉ là trong rạp làm một cái cảnh, giống như là đóng phim giống nhau. Này Ngưu Đầu Mã Diện, Đại Hắc khuôn mặt, Nha Dịch, toàn bộ đều là trang phục tốt. Cũng chính là giả. Lão Thiên Tôn lập tức liền hôn mê, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đại Hồ Tử cười ha ha, nói rằng, chúng ta là Yến Thành hí kịch ekip, có người dùng tiền để cho chúng ta tới hát cái này vừa ra tuồng, Lão Thiên Tôn, có nhiều đắc tội a. Hát hí khúc. Lão Thiên Tôn suýt chút nữa không tức giận chết. Đem mình dọa cho quá, đến cuối cùng chính là hát hí khúc. Người nào thất đức như vậy? Là ai dở trò quỷ? Lão Thiên Tôn dậm chân chửi đồng. Là ta. Lúc này, phía sau bình phong truyền tới một thanh âm, vừa nghe đến cái thanh âm này, Lão Thiên Tôn cả người cũng không tốt. Thanh âm kia thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lão Thiên Tôn nhìn chằm chằm phía sau bình phong, chỉ thấy một bóng người đi ra, không sai, chính là Na đã bị tuyên bố tử vong Giang Sách. Hắn, lại sống đến giờ. Lão Thiên Tôn triệt để trợn tròn mắt. Ngươi là yêu quái sao? Vì sao chết đi chết lại đều chết không xong? Giang Sách nói rằng, ta vốn là không nên chết a, hết thảy tất cả đều là ta tìm diễn viên chuyên nghiệp, diễn cho ngươi xem. Bao quát bác sĩ xem bệnh, tin tức bá báo, xe tang qua phố, bách tính khóc, tất cả đều là diễn kịch. Chỉ bất quá trận này tuồng không có tập luyện, toàn bộ đều là lâm trận phát huy, cũng tổn hao ta không ít tiền. Cảm tình Giang Sách kỳ thực một chút sự tình cũng không có. Hắn phổi xảy ra vấn đề, kỳ thực cũng là giả, Giang Sách phổi phi thường hoàn hảo, không hề có một chút vấn đề. Bệnh nặng tử vong, đây chẳng qua là hù Lão Thiên Tôn cách làm. Giang Sách, người vương bát đản, Lão Thiên Tôn không rõ, hét lớn, ngươi không phải hẳn là bị văn bà hạ chớ chú, 3 ngày hẳn phải chết sao. Giang Sách khẽ cười một tiếng, Lão Thiên Tôn. Chúng ta đều là người hiện đại, chớ chú loại này phong kiến mê tín sự tình ngươi cũng tin tưởng sao? Lời ngươi nói chính là cái kia văn bà, có phải hay không cái này một vị? Hắn vỗ tay một cái, chỉ thấy đôi ngư đỡ một người vợ bà từ phía sau bình phong đi ra. Chính là Na dưới nguyền rủa văn bà. Chứng kiến văn bà cùng đôi ngư, Giang Sách cùng một chỗ, Lão Thiên Tôn nên cái gì đều biết, cảm tình bọn họ đều là thông đồng tốt lắm. Cái gì chó má chớ chú? Chẳng qua là nói bậy mà thôi. Lão Thiên Tôn lắc đầu cười khổ, chính mình thật là có đủ ngốc a, ngay cả chớ chú loại chuyện hoang đường này cư nhiên cũng tin tưởng. Giang Sách nói rằng, người đang cùng đường, vô kế khả thi thời điểm, chuyện gì đều sẽ tin tưởng, đây cũng là vì sao cột dây điện trên này tiểu quảng cáo sẽ có người tin nguyên nhân.
Bởi vì mọi người vẻn vẹn chỉ là muốn bắt lại một chút hy vọng, không muốn hy vọng này xói mòn mà thôi, lão thiên tôn, ngươi cũng chỉ là một người phàm. Trước ngay cả đường 13 đều ám sát thất bại, lão thiên tôn triệt để tuyệt vọng, cho rằng lúc này không ai có thể giết chết Giang Sách. Đột nhiên Văn bà bà xuất hiện. Nếu như là bình thường, Văn bà bà cần chớ chú tới giết người, na lão thiên tôn khẳng định không tin, một cước đem Văn bà bà cho đoán đi. Nhưng ở cái kia lúc tuyệt vọng, Văn bà bà chính là lão thiên tôn duy nhất quang. Hắn biết rõ không có khả năng, nhưng vẫn là tuyển trạch tin tưởng. Đây là một loại bất đắc dĩ tuyển trạch. Giang Sách bắt được lão thiên tôn nhược điểm, biết lão thiên tôn nhất định sẽ ở cái kia đặc định trường hợp dưới tuyển trạch tin tưởng Văn bà bà, cho nên chơi như thế vừa ra tuồng. Giang Sách ngay từ đầu liền cùng Văn bà bà thương lượng xong kế sách. Bên này, Văn bà bà lừa gạt lão thiên tôn, lợi dụng chớ chú ra hại Giang Sách, bên kia, Giang Sách xứng vô cùng hợp bệnh nặng, tử vong. Tất cả thoạt nhìn thật giống như thật là Văn bà bà giết chết Giang Sách. Bọn họ tiến hành rất thuận lợi, mục đích cũng đạt tới. Văn bà bà giết chết Giang Sách sau đó, thành công tiếp thủ lão thiên tôn vẽ thượng tập đoàn, cái này trên 10 tỷ tài sản thuộc về Văn bà bà hết thảy, đồng thời cũng trợ giúp Giang Sách giải trừ treo giải thưởng nguy cơ. Có thể nói là nhất tiễn song điêu. Đáng thương lão thiên tôn, từ đầu tới đuôi bị đùa bỡn xoay quanh. Hắn cắn răng, mắt đỏ, có một muốn cùng Giang Sách liều mạng tư thế. Giang Sách lại bình tĩnh nói rằng, lão thiên tôn ngươi cũng không cần sức sống, ngươi vẽ thượng tập đoàn cho Văn bà bà, nhưng thật ra là kết quả tốt nhất. Bởi vì nếu như ở lại trên tay ngươi, không ra một tháng, vẽ thượng tập đoàn thì sẽ hoàn toàn từ bốc hơi khỏi thế gian. Hiện tại thuộc sở hữu rồi Văn bà bà, cái này trên 10 tỷ tài sản xem như là bảo vệ. Hơn nữa, Văn bà bà còn có một cái thân phận ngươi không biết, kỳ thực Văn bà bà là thế giới tổ chức từ thiện phía chính phủ nhân viên. Có số tiền này, nàng có thể tốt hơn đi giúp đỡ này nghèo khó nhi đồng cùng với mẹ góa con côi lão nhân. Tiền của ngươi bị cầm đi làm việc thiện, rất tốt. Lão thiên tôn trong đầu cái kia khí A. Hắn ngược lại không phải là quan tâm công ty bị Văn bà bà cầm đi, cũng không phải quan tâm những tiền kia. Hắn tức giận là mình lại một lần nữa bị Giang Sách đùa bỡn. Chính mình tại Giang Sách trước mặt, thực sự chính là một kẻ ngu si. Lúc đầu lão thiên tôn lợi dụng vẽ thượng tập đoàn tới tuyên bố treo giải thưởng, hy vọng là, có trọng thưởng tất có người dũng cảm, có thể có người đứng ra giết chết Giang Sách. Kết quả lại là ó. Giang Sách liên thủ Văn bà bà, một cái làm bộ sát nhân, một lựa chọn diễn kịch giả chết. Hai người không uổng người nào liền đem vẽ thượng tập đoàn cho lừa gạt. Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy sức sống. Lão thiên tôn nắm chặt nắm tay, Giang Sách, ngươi thật là khinh người quá đáng rồi, ta hôm nay coi như là bất cứ giá nào cái mạng này, cũng muốn với ngươi đồng quy vu tận. Hắn vừa định động thủ, Giang Sách đột nhiên nói rằng, ngươi không muốn con gái ngươi sao? Nữ nhi, lão thiên tôn đột nhiên dừng bước, ngươi có ý tứ. Giang Sách nói rằng, lão thiên tôn, ngươi nghĩ rằng ta làm nhiều như vậy là vì cái gì? Nếu như chỉ là muốn diệt trừ ngươi, ta có thể dùng phương pháp có rất nhiều. Hà tất hao tâm cố sức, hát như thế vừa ra tuồng. Vừa mới cảm thụ của ngươi sâu như vậy, lúc này tất cả đều quên rồi sao? Công danh lợi lộc chuyển đầu không, ngươi bây giờ cái gì đều mất đi. Không phải hẳn là càng rõ ràng hơn trong lòng chân chính khát cầu là cái gì không? Cừu hận, thực sự trọng yếu như vậy. Ngươi sống lại một đời, lẽ nào quên vừa mới theo như lời nói rồi? Lão thiên tôn kinh ngạc nhìn Giang Sách, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào mới là. Đúng vậy, hắn hiện tại mới nhớ vừa mới theo như lời nói. Cừu hận, hắn nguyên bản đều đã buông xuống. Thế nhưng lúc này lần nữa chứng kiến Giang Sách, hắn không khống chế được lại một lần nữa đem cừu hận cho nhặt lên. Thật chẳng lẽ là Giang Sơn dễ đổi? Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ a? Lão thiên tôn như thằng bé con tử giống nhau khóc lóc kể lể đứng lên, hắn giờ phút này nơi nào còn có một chút điểm vương giả khí thế. Chính là một cái sát hạch kiểm tra đập học sinh tiểu học. Vào lúc này, một thân ảnh đi ra. Yên lặng đi tới lão thiên tôn bên người, một tay khoác lên trên bả vai của hắn. Ba, một chữ, chỉ là một chữ,
cũng đủ để cho lão thiên tôn toàn thân run rẩy. Hắn ngẩng đầu lên, một đôi mắt trừng thật to, nhìn chằm chằm người trước mắt, kinh ngạc phát hiện lúc này đứng ở trước mặt mình không là người khác, đúng là mình Hướng Đêm Nhớ Nghĩ nữ nhi thân cung huân. Nữ nhi, nữ nhi, đây là mộng sao? Lão thiên tôn dùng sức bấm một cái mặt mình, rất đau, không phải là mộng. Cái này cha già kích động ôm lấy thân cung huân. Tất cả cừu hận, danh lợi, toàn bộ đều theo nước mắt tuột xuống, hắn giờ phút này thầm nghĩ muốn cùng thân cung huân gắt gao ôm nhau, cả cuộc đời không muốn lại chia mở. Người nhà yêu, mới thật sự là yêu. Hắn khóc thật lâu, thì ra trong mắt thế nhân đại ma đầu, cũng có như vậy làm người ta động dung một mặt. Giang Sách thở ra một hơi dài, lẳng lặng nhìn trước mắt hai cha con, trong lòng không khỏi nghĩ tới vẫn còn ở Giang Nam khu con gái của mình Giang Ngọc Dĩnh. Giang Sách mình cũng là phụ thân, cũng có một đứa con gái. Cho nên khi nhìn đến một màn này thời điểm, không khỏi cảm động lây. Hồi lâu sau, Lão Thiên Tôn chỉ có buông lỏng ra thân cung huân, nhưng đã kích động một câu nói đều không nói được. Ngược lại thì thân cung huân có vẻ bình tĩnh ung dung nhiều. Nàng nói rằng, ba, chúng ta ly khai Yến Thành A, từ nay về sau rốt cuộc không cần trở về cái này làm người ta thương tâm địa phương. Lão Thiên Tôn không nói gì, chỉ là gật đầu lia lịa. Hắn đối với Giang Sách hận ý đã không có, ngược lại rất muốn đối với Giang Sách nói một tiếng cảm tạ. Cảm tạ Giang Sách trợ giúp hắn tìm về thất tán nữ nhi. Lão Thiên Tôn cùng thân cung huân tay cặp tay ly khai. Giống như là khi còn bé phụ thân nắm tay của nữ nhi giống nhau, hai người có vẻ như vậy tự nhiên. Chứng kiến hai người bọn họ ly khai, Giang Sách cuối cùng mới là thở dài một hơi. Rốt cục xem như là kết thúc. Giang Sách trên mặt của cũng lộ ra nụ cười, hiện tại hắn nhưng thật ra rất muốn về nhà thăm vừa nhìn thê tử nữ nhi. Ngay cả Lão Thiên Tôn đều đã được giải quyết rất, hiện tại Long Mạch thực sự trở thành người cô đơn, tin tưởng trận này kiếp nạn cũng nên chung kết. Ta, hẳn rất nhanh có thể về nhà a. Lúc này, Giang Sách nhận được đến từ khu trưởng Tiêu Học Thần điện thoại của, hẹn Giang Sách thương lượng một đại sự. Bên trong điện thoại không có phương tiện nói, được tự mình thấy mới có thể nói. Giang Sách biết nhất định là gấp vô cùng gấp sự tình, nếu không, Tiêu Học Thần không có khả năng coi trọng như thế. Đi, đi gặp Tiêu khu trưởng. Vì vậy đôi ngư lái xe mang theo Giang Sách đi tới bót cảnh sát. Ở cảnh viên cùng đi dưới tiến nhập phòng họp. Ngoại trừ Tiêu Học Thần ở ngoài, còn có rất nhiều cái khác cao cấp phía chính phủ nhân viên. Nhìn ra được, một lần này hội nghị hình thức phi thường lớn, sợ là phải có cái gì châm đối tính phương án phải ra khỏi đài rồi. Tiêu Học Thần đầu tiên là cho Giang Sách giới thiệu một chút hiện trường nhân viên, quả nhiên, từng cái đều là đại nhân vật. Ngoại trừ Yến Thành phía chính phủ đại lão ở ngoài, còn có những thành thị khác một ít đại lão. Những người này có thể ngồi chung một chỗ nghiên cứu phương án, đây tuyệt đối là một món không phải đại sự. Chỉ thấy Tiêu Học Thần đi tới trước mặt nhất, đối với hiện trường người nói, người đã đến đông đủ, hiện tại ta sẽ đối với thu lưới hành động tiến hành giảng giải cặn kẽ. Thu lưới hành động. Nghe thế bốn chữ, Giang Sách trong lòng hơi động, xem ra phía chính phủ nắm giữ tình báo đã không sai biệt lắm. Muốn thu lưới. Tiêu Học Thần nói rằng, trải qua dài đến 5 năm tìm kiếm loại trừ, chúng ta rốt cục đem Long Mạch toàn bộ thế lực đều thăm dò rõ ràng. Ngoại trừ Yến Thành ở ngoài, Long Mạch tại cái khác 17 thành phố đều có thế lực phân bố, trong đó có 10 thành phố càng là nắm giữ toàn thân mạch máu kinh tế. Nói cách khác, còn có 10 cái tương tự với Yến Thành như vậy thành thị. Từng cái thành thị đều có vẻ còn tập đoàn như vậy tổ chức, nghe lệnh của Long Mạch. Cái này di họa nghìn năm tổ chức, thật là đáng sợ. Tiêu Học Thần tiếp tục nói, Yến Thành mặc dù có thể từ Long Mạch trong khống chế tránh thoát được, ít nhiều Giang Sách tiên sinh hết sức giúp đỡ. Hắn trợ giúp Yến Thành chặn lại Long Mạch tiến công, trước sau đem Long Chảo, Long Lân, Long Thủ, Lão Thiên Tôn các loại ác thế lực cho rút ra, còn làm cho vẽ còn tập đoàn thoát ly Long Mạch trưởng khống, vì công ích sự nghiệp làm cống hiến. Phần này công lao, không thể xóa nhòa. Hắn chủ động vì Giang Sách vỗ tay, những người khác cũng đều theo vỗ tay, cảm tạ Giang Sách làm ra những thứ này cống hiến. Kế tiếp, Tiêu Học Thần còn nói thêm, nhờ vào Giang Sách tiên sinh làm cống hiến, hiện nay chúng ta đã đem Long Mạch nanh vuốt cũng biết để ý sạch sẽ,
kế tiếp có thể đối với Long Mạch tiến hành hoàn toàn công kích. Hiện tại chúng ta 18 thành phố liên hợp cùng một chỗ, thống nhất chiến đấu, nhất định phải trong một đêm liền đem Long Mạch cho diệt trừ. Hội nghị tiếp tục tiến hành. Giang Sách nghe rõ ràng, Long Mạch tất cả thế lực đều đã bị nắm rõ ràng rồi, vào hôm nay hội nghị sau đó, 18 thành phố sẽ chính thức động thủ diệt trừ Long Mạch. Kế tiếp một tháng, sợ là sẽ phải gây nên một hồi toàn quốc trong phạm vi tổng vệ sinh. Có náo nhiệt cũng thấy. Ở sau khi hội nghị kết thúc, Tiêu Học Thần đặc biệt tìm được Giang Sách lại trao đổi một ít tâm đắc, về sau muốn càng thêm chặt chẽ hợp tác. Ly khai bót cảnh sát sau đó, Giang Sách về tới thực tiệm thuốc. Mấy ngày này hắn quá mệt mỏi, đã mệt mỏi ngay cả bước đi đều nhanh muốn đi bất động, rất muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, càng muốn Giang Nam khu vợ con. Có nữa một tháng, các loại Long Mạch thế lực bị toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ sau đó, Giang Sách có thể về nhà cùng người nhà đoàn tụ. Đang ở hắn chân trước vừa mới bước vào thực tiệm thuốc thời điểm, liền nghe được có người hô, Giang lão bản, gọi món ăn. Còn gọi món ăn, Giang Sách khoát tay áo, vừa định nói mình mệt mỏi làm bất động, kết quả khi nhìn đến về điểm này món ăn nhóm người sau, cả người đều ngẩn ra. Thực tiệm thuốc chung, có người một nhà vây quanh cái bàn ngồi. Một đôi niên mại lão nhân, một cái thanh xuân tịnh lệ nữ tử, còn có một cái vẫn còn ở trong lồng ngực hài nhi. Người một nhà này, chính là Giang Sách người nhà. Cô gái kia, cũng chính là Giang Sách thật lâu không thấy lão bà Đinh Mộng Nghiên. Lão bà! Giang Sách hách liễu nhất đại khiêu, hai ba bước liền đi tới trước mặt, lão bà, sao ngươi lại tới đây? Còn có ba, mụ, các ngươi làm sao cũng đều đi theo đến Yến Thành rồi. Đinh Mộng Nghiên đôi mi thanh tú cau lại, làm sao, chúng ta không thể tới sao? Có thể tới, đương nhiên có thể tới. Giang Sách vui cười lấy đi tới Đinh Mộng Nghiên trước mặt, hai người gắt gao ôm nhau, cũng không để ý ánh mắt của người khác rồi. Thật lâu không thể xa nhau. Khái khái, nhạc phụ Đinh Khải núi tầng hắng một cái, không sai biệt lắm được rồi, chú ý hình tượng. Hai người bọn họ lúc này mới xa nhau. Giang Sách cũng không cảm giác bị mệt mỏi rồi, tâm tình tốt, trực tiếp nói, ta sẽ đi ngay bây giờ cho các ngươi lộng ăn, chờ. Trong phiến khắc, Giang Sách chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn, mọi người vui mừng ăn. Đinh Mộng Nghiên kích động đều phải khóc. Nàng nói rằng, lão công, ngươi không ở nhà trong khoảng thời gian này, ta ngay cả ăn đều ăn không tốt. Cha hắn nấu ăn kỹ thuật thật sự là quá kém, mỗi lần ta đều ăn không ngon. Đinh Khải núi liếc nàng một cái, chê ta làm không tốt, về sau chớ ăn, thật là. Lúc này, nhạc mẫu Tô Cầm hỏi, Sách A, ngươi gần nhất thế nào A? Sống có tốt hay không? Chúng ta xem tin tức, nghe nói ngươi chết, dọa chúng ta giật mình, nhanh lên tới xem một chút chuyện gì xảy ra. Gặp lại ngươi không có việc gì, chúng ta cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. Giang Sách nở nụ cười, đây chẳng qua là đối phó địch nhân một ít thủ đoạn mà thôi. Người một nhà vui vẻ hòa thuận. Nhưng mà nhanh như vậy vui thời gian không nhiều lắm, một hồi âm mưu to lớn đang ở lặng yên không tiếng động tiến hành. Sáng sớm hôm sau, Giang Sách sáng sớm rời giường, đang chuẩn bị nấu nước làm cơm, bỗng nhiên nhận được đến từ Tiêu Học Thần điện thoại của. Sớm như vậy đánh liền qua đây, chắc là có việc gấp. Tiếp thông điện thoại. Uy, Tiêu khu trưởng, có chuyện gì không? Giang Sách hỏi. Bên đầu điện thoại kia truyền đến Tiêu Học Thần thanh âm lo lắng. Giang Sách, hôm nay ngươi không có uống thủy à? Uống nước. Nhưng thật ra còn không có. Đừng nói uống nước rồi, ngay cả đánh răng súc miệng cũng còn chưa kịp rồi. Không có à, làm sao vậy? Tiêu Học Thần nói rằng. Ngàn vạn lần không nên uống nước, hiện tại khắp thành thủy đều xuất hiện vấn đề, có hơn 10 vạn người rơi vào chúng độc trạng thái, ngươi ngàn vạn lần sao sao không muốn uống. Nghe lời này một cái, Giang Sách cả người đều ngẩn ra. Mấy trăm ngàn người đồng thời chúng độc, cái này có thể tuyệt đối là tuyệt đối đại sự kiện. Theo lý thuyết không đến mức A. Thức uống xử lý là phi thường nghiêm khắc, không có khả năng xảy ra chuyện như vậy mới đúng. Là nơi nào xảy ra vấn đề sao? Tiêu Học Thần còn nói thêm, người thu xếp ổn thỏa người nhà, sau đó nhanh lên tới rồi y viện một chuyến, cùng nhau nghiên cứu dưới đây rốt cuộc là độc gì. Tốt! Cúp điện thoại, Giang Sách quản gia người đánh thức,
sau đó dặn bọn họ ngàn vạn lần không nên dùng để uống hệ thống cung cấp nước uống. Nếu muốn uống nước, liền uống trong điếm bình trang bị đồ uống. Đinh Mộng Nghiên cũng nhìn thấy tin tức, trong một đêm Yến Thành trở trời rồi, hơn 10 vạn người trúng độc, xảy ra trong lịch sử lớn nhất nước uống vấn đề. Làm không cẩn thận, biết đưa tới diện tích lớn tử vong. Đinh Mộng Nghiên khẩn trương hỏi, lão công, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì độc a? Giang Sách lắc đầu, tạm thời còn không biết, ta cần phải đi y viện tiến hành một phen kiểm tra, các ngươi hiện tại liền đứng ở thực tiệm thuốc chung, nơi nào cũng không muốn đi. Trước khi rời đi, Giang Sách an bài đại lượng thủ hạ bảo vệ tốt người nhà an toàn, sau đó cùng Đôi Ngư cùng nhau chạy đi bệnh viện. Trên xe, Đôi Ngư, ngươi không có uống thủy a? Giang Sách hỏi. Không có, ta sáng sớm liền thấy tin tức, Hách Liễu Nhất Đại Khiêu, đến bây giờ một ngụm thủy chưa từng dám uống. Đôi Ngư hít thở sâu một hơi, nói rằng, đây là thiên tai vẫn là nhân họa a? Thật sự là thật là đáng sợ. Bất kể là thiên tai vẫn là nhân họa, đều là không thể coi thường đại sự kiện. Rất nhanh, Giang Sách liền lái xe tới đến rồi y viện. Tiêu Học Thần đã sớm ở chỗ này chờ đợi lâu ngày, vừa nhìn thấy Giang Sách qua đây, liền nhanh lên an bài vào một căn phòng bệnh. Liền thấy một bệnh nhân nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân run, rõ ràng khí trời rất nóng, hắn lại lạnh như băng như là mới từ trong tủ lạnh mang ra tới giống nhau. Một gã bác sĩ đi tới nói rằng, Giang tiên sinh, ta cho ngài đại thể nói một chút tình huống trước mắt. Virus là thông qua nguồn nước truyền bá. Uống xong có chứa virus thủy chi sau, virus sẽ ở thân thể của con người bên trong ẩn núp. Thế nhưng, ẩn núp không có nghĩa là sẽ bạo phát. Hiện nay đã kiểm tra đến hơn 10 vạn người trong cơ thể có ẩn núp virus, trong đó bùng nổ có 122 người, đáng sợ là, những người này bộc phát ra bệnh trạng cũng không tương đồng. Có người toàn thân rét run, có người thì nóng không được, còn có người nhột không gì sánh được, còn có người không ngừng nôn mửa. Mỗi người đối với virus phản ứng đều là không cùng một dạng. Loại vi khuẩn này vô cùng lợi hại, nó có thể căn cứ mỗi người bất đồng thể chất, cho thấy hoàn toàn bất đồng hình thái, bằng mạnh trạng thái tới công kích ký chủ. Bác sĩ thở dài một hơi, còn có một chút đáng sợ nhất, hiện nay loại vi khuẩn này chỉ có tiến vào bên trong cơ thể sau đó mới có thể kiểm tra đo lường đến, ở trong nước thời điểm căn bản là kiểm tra đo lường không được. Hiện nay cũng chỉ là đoán ra được là nguồn nước xảy ra vấn đề, còn không có chứng cứ chân thật. Nói cách khác, nguồn nước ra vấn đề xác suất tối cao. Nhưng không hoàn toàn khẳng định. Nghe xong thầy thuốc miêu tả, Giang Sách cau mày, này virus thật đúng là uy lực không nhỏ a. Bộc phát ra tình trạng không xác định. Còn có thể hoàn toàn ẩn giấu, chỉ có tiến nhập nhân thể sau đó mới có thể hiển hiện ra. Năng lực này đã không phải là phổ thông virus có thể so sánh. Cho ta xem. Giang Sách ngồi ở giường bệnh bên cạnh, đối với bệnh nhân tiến hành toàn phương vị kiểm tra. Một phen sau khi kiểm tra, hắn càng là dùng ngân châm thăm dò, đem chính mình trong cơ thể khí dẫn vào bệnh nhân trong cơ thể, nỗ lực dùng khí tới bị xua tan virus. Kết quả là phí công. Khí đối với cái này chủng virus không hề có tác dụng. Hô! Đối mặt cái này một lịch sử tính nan đề, trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả Giang Sách như vậy cao thủ tuyệt đỉnh cũng có vẻ thúc thủ vô sách. Thế nào? Tiêu Học Thần hỏi. Giang Sách lắc đầu, dựa vào nét mặt của hắn không khó nhìn ra, không có bất kỳ phương pháp giải quyết. Bỗng nhiên, Giang Sách nghĩ tới điều gì, lại lần nữa kiểm tra rồi một lần. Lúc này đây, ánh mắt của hắn trong để lộ ra một mãnh liệt kinh ngạc, cái này. Làm sao có thể? Tiêu Học Thần sốt ruột hỏi, cái gì không có khả năng? Giang Sách, ngươi xem ra cái gì? Giang Sách nhìn chằm chằm người bệnh nhân kia, nuốt nước miếng một cái, không dám tin nói rằng, nếu như ta kiểm tra không có vấn đề, bệnh nhân này trong cơ thể virus, kỳ thực liền cùng long mạch cung cấp long chi thủy hoàn toàn nhất trí. Long chi thủy. Lão Thiên Tôn đi qua long chi thủy chế tạo ra thấp kém phẩm phệ tâm tán, cũng đã đầy đủ dọa người. Long chi thủy uy lực vẫn còn ở phệ tâm tán trên. Vấn đề là, muốn thu được long chi thủy đó là tương đương khó khăn, trước đây Giang Sách vì cởi ra phệ tâm tán bí ẩn, chuyên tâm muốn thu được long chi thủy tới nghiên cứu, nhưng là hao hết thiên tân vạn khổ, thu được ngũ hành vật mới đến long chi thủy.
Long thủ cũng là dựa vào long chi thủy đem trong cơ thể tiềm năng toàn bộ bộc phát ra. Long chi thủy là cực kỳ khó có thể lấy được đồ đạc. Nhưng vì cái gì hiện tại một người bình thường sẽ chung long chi thủy độc? Nhưng lại không phải một hai, là mấy trăm ngàn người đồng thời chúng long chi thủy độc. Lẽ nào, cái này cùng long mạch có quan hệ? Nghe xong Giang Sách miêu tả, Tiêu Học Thần trên mặt của cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, đồng thời nói bốn chữ không ngoài sở liệu. Cái gì gọi là không sai sở liệu? Chẳng lẽ, Tiêu Học Thần ngay từ đầu liền dự liệu được sẽ là long mạch dở trò quỷ? Giang Sách, ngươi đi theo ta. Tiêu Học Thần đem Giang Sách mang vào một gian không phòng bệnh, khóa cửa lại trên, hai người ngồi ở phòng bệnh trong góc. Hắn nhỏ giọng nói rằng, có một cái tin tức ta còn không có đối với ngoại công vải, đó chính là ngoại trừ Yến Thành ở ngoài, còn có hơn 10 thành thị cũng xuất hiện vấn đề, người biết là cái nào thành thị A. Giang Sách hai mắt sáng ngời, đã biết hắn muốn nói điều gì rồi. Phía trước trong hội nghị, Tiêu Học Thần đã từng minh xác nói qua, hiện nay toàn quốc trong phạm vi, có hơn 10 thành thị đã bị long mạch khống chế, mà bây giờ vừa vặn có hơn 10 cư dân thành phố xuất hiện trúng độc tình huống. Thực sự đúng lúc như vậy. Giang Sách nói rằng, dân chúng trong là long chi thủy độc, mà hơn 10 thành thị cũng đều là long mạch thế lực trải rộng thành thị, cho nên hầu như có thể khẳng định, chính là long mạch dở trò quỷ. Tiêu Học Thần rất khẳng định gật đầu. Hai người trên mặt của đều lộ ra vẻ khổ sở. Coi như một cái thành thị có 15 trong vạn người độc A, hơn 10 thành thị, đó chính là hơn 2 triệu người trúng độc. Mấy cái chữ này đã tương đối đáng sợ rồi. Long chi thủy uy lực Giang Sách là phi thường rõ ràng, nó có lưỡng chủng công năng, một, có thể làm cho người đang trong khoảng thời gian ngắn đem toàn thân tiềm năng đều cho bộc phát ra, thứ hai, sẽ phải chịu long mạch khống chế, tùy thời tử vong. Rất hiển nhiên, hiện tại long mạch đem long chi thủy độc giải đến rồi hơn 10 trong thành thị, chính là muốn khống chế những thứ này thông thường vô tội thị dân. Chỉ cần long mạch nguyện ý, tùy thời có thể muốn mạng của bọn họ. Những thứ này có thể gặp phiền toái. Tiêu Học Thần nói rằng, chúng ta đều đã chuẩn bị kỹ càng, sẽ tiến hành thu lưới hành động, đem long mạch cho triệt để một tổ bưng. Hắn lúc này áp dụng cực đoan sai hơi, chúng ta liền không thể lộn xộn. Lúc này nếu như trở nên gay gắt mâu thuẫn, long mạch trong chốc lát kích động, đến cái cá chết lưới rách, tạo nên 2 triệu người chôn cùng hắn, người đó có thể chịu được. Sợ rằng Tiêu Học Thần bọn họ sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Giang Sách nói rằng, loại thời điểm này, không riêng không thể lộn xộn, sợ là còn có thể chịu đến long mạch phản chế, vấn đề có điểm nghiêm trọng. Đang lúc bọn hắn hai cái thương lượng sách lược thời điểm, hết ý tình trạng lần nữa phát sinh. Tiêu Học Thần điện thoại di động vang lên, chuyển được sau đó, một gã cảnh viên nói rằng, Tiêu khu trưởng, ngài mau nhìn TV. Tiêu Học Thần lập tức mở TV tiến hành quan sát. Chỉ thấy trong màn hình TV có một gã luật sư ăn mặc người chính nhi bát kinh ngồi ở chỗ kia, hướng đại gia nói gì đó. Ngồi ở trước máy truyền hình các vị khán giả các bằng hữu, mọi người khỏe. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Long Mạch phụ tá riêng, hiện nay có một chút tình huống muốn đối với đại gia kể ra. Đầu tiên, tin tưởng rất nhiều người cũng đã biết, hiện nay toàn quốc trong phạm vi có 200 đa vạn người đã trúng độc. Không dối gạt đại gia nói. Cái loại này độc là long chi thủy, là chúng ta xuống. Ha ha, thật đúng là có đủ càn rỡ, lại dám chủ động đối với người của toàn thế giới thừa nhận sự thật này. Không chỉ có như vậy, càng đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau. Nói cho đại gia một cái tin xấu, phàm là uống hạ long chi thủy nhân, tính mệnh đều đã không bị chính mình khống chế, toàn bộ đều ở trong khống chế của chúng ta. Chúng ta tùy thời có thể làm cho bất luận cái gì uống qua long chi thủy nhân tử vong. Nói đúng là, hiện nay có 2 triệu người chết ở trong tay của chúng ta. Loại thuyết pháp này cùng Giang Sách, Tiêu Học Thần suy đoán giống nhau, long mạch đem 200 vạn người trở thành con tin, không biết muốn đưa ra dạng gì quá phận yêu cầu. Đại gia có thể yên tâm, chúng ta không phải sát nhân cuồng, sẽ không vô duyên vô cớ sát nhân. Sở dĩ biết cầm 200 vạn người làm con tin. Cũng là bởi vì chúng ta tự thân nằm ở trong nguy hiểm, có chút bất đắc dĩ. Xem ra Long Mạch đã nhận thấy được nguy hiểm, biết phía chính phủ muốn tiến hành thu lưới hành động, cho nên mới phải trước giờ áp dụng bước này hành động. Thật là có đủ âm trầm độc. Chúng ta sở cầu đơn giản chính là 2 chữ an toàn.
chỉ cần chúng ta an toàn, liền tuyệt đối sẽ không làm khó dễ đại gia, chúng ta an toàn, cũng sẽ không có bất kỳ nhân tử vong. Vậy kế tiếp, ta muốn đưa ra một điểm nho nhỏ yêu cầu, tới bảo đảm an toàn của chúng ta. Yêu cầu này chính là lập tức làm cho Giang Sách cũng uống hạ long chi thủy. Người này là long mạch đại hỏa tâm phúc, vì an toàn của chúng ta suy nghĩ, phải làm cho hắn ở trong khống chế của chúng ta, cũng xin đại gia lượng giải. Chúng ta chỉ làm cho đại gia nửa ngày thời gian suy nghĩ, nếu như hôm nay buổi chiều Giang Sách còn không có chủ động đứng ra uống hạ long chi thủy lời nói, như vậy, long mạch sẽ giết người. Ok, ta muốn nói toàn bộ đều đã nói xong, tái kiến. Màn ảnh truyền hình đen xuống. Theo đen xuống, còn có Tiêu Học Thần mặt của. Hắn một cước liền đem trên đất giỏ rác bị đá văng, hung hãn nói, đây coi là cái gì? Hiện tại toàn thế giới có thể phá giải long chi thủy virus, sợ là chỉ có Giang Sách một mình ngươi. Ngươi một ngày uống hạ long chi thủy, chẳng khác nào bị bọn họ khống chế được. Đến lúc đó còn chưa phải là long mạch để cho ngươi ngươi làm gì liền làm cái đó. Hắn muốn cho ngươi tự sát cũng không có vấn đề gì à. Ngươi một ngày chết, vậy không còn có người có thể phá giải long chi thủy, 2 triệu người tính mệnh sẽ vĩnh viễn bị long mạch khống chế lấy. Hơn nữa long mạch còn có thể không ngừng tăng mới con tin, muốn làm gì thì làm. Giang Sách, ngươi tuyệt đối không thể chết được, tuyệt đối không thể đi uống hạ long chi thủy. Nói là nói như vậy, vấn đề là, khả năng sao? Hiện tại long mạch lấy 2 triệu người tính mệnh coi như điều kiện, yêu cầu Giang Sách uống hạ long chi thủy. Nếu như hắn không uống, na mỗi phút mỗi giây sẽ có người hy sinh. Giang Sách có thể tiếp thu xảy ra chuyện như vậy. Tiêu Học Thần hung hãn nói, chúng ta đã nắm giữ long mạch vị trí, thẳng thắn cứng rắn phá tan được rồi. Không được, Giang Sách nói rằng, cứng rắn phá tan lời nói, chỉ biết làm cho cá chết lưới rách. Đến lúc đó coi như bắt được long mạch, cũng sẽ có 2 triệu người theo chôn cùng, chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh. Nhưng nếu như không làm như vậy, có thể phải làm gì đây? Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều rơi vào trầm mặc. Giang Sách tuyển trạch mình hy sinh, là có thể tạm thời hóa giải nguy cơ, thế nhưng sau đó. Không còn có người có thể phá giải long chi thủy. Nhưng Giang Sách không phải hy sinh, 2 triệu người sẽ rất nhanh tử vong. Đây càng không thể tiếp thu. Lưỡng nan a. Giang Sách nói rằng, nếu như ta có thể ở trong khoảng thời gian ngắn phá giải long chi thủy thì tốt rồi. Nói xong đơn giản, có thể làm được sao? Giang Sách lập tức đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện, hiện tại lập tức tiến hành phá giải nghiên cứu, nhất định phải ở nửa ngày bên trong đem long chi thủy phá giải. Đây là lấy chính mình mệnh làm tiền đặt cuộc một hồi nghiên cứu. Nếu như thành công, 2 triệu người liền đều có thể được cứu trợ, long chi thủy triệt để mất đi tác dụng. Nếu như thất bại, Giang Sách cái mạng này, chỉ sợ là không có khả năng đảm bảo được rồi. Hô! Giang Sách hít thở sâu một hơi, áp lực vĩ đại. Nửa ngày thời gian, đối với một phần như vậy nghiêm khắc nghiên cứu, thật sự là có điểm quá ngắn. Giang Sách đem có thể mời tới thầy thuốc giỏi nhất, nhân viên nghiên cứu toàn bộ đều triệu tập đúng chỗ. Cộng đồng đối với long chi thủy tiến hành rồi cặn kẽ xâm nhập nghiên cứu. Trước đây đối với long chi thủy nghiên cứu rất khó thu được đột phá, một mặt là nhân vi long chi thủy bản thân khó có thể phá giải, về phương diện khác cũng là nhân vi long chi thủy rất khó thu hoạch, hàng mẫu thiếu, thành quả thấp. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Toàn bộ thành phố nguồn nước đều biến thành long chi thủy, có thể ý lấy dùng, cái này cho Giang Sách bọn họ phi thường tiện lợi lấy tài liệu không gian. Lấy Giang Sách cầm đầu trên 100 danh người nghiên cứu, ở nửa ngày bên trong tiến hành rồi đại lượng nghiên cứu. Đáng tiếc, không sở trường sự tình như nguyện. Giang Sách vẫn bị thất bại. Chỉ thiếu chút nữa. Còn kém một chút như vậy. Giang Sách thở dài một hơi, kỳ thực nghiên cứu đã hoàn thành 99, còn kém như vậy một có thể hoàn thành. Nhưng còn kém một chút như vậy. Thứ nhất, là thời gian cấp bách, thứ hai. Cũng là na nồng cốt một số liệu căn bản là vô tòng hạ thủ. Mặc dù hội tụ toàn thế giới ưu tú nhất trên 100 danh người nghiên cứu, cũng không thể nào đột phá. Long chi thủy, thật có thể tính được là đệ nhất độc dược. Chuyện càng đáng sợ phát sinh. Kèm theo Giang Sách đám người thất bại, đã lục tục có người bởi vì không chịu nổi long chi thủy độc tính mà chết, long mạch bắt đầu hạ thủ.
Mọi người bởi vì sợ hãi Long Mạch, bắt đầu đem lực chú ý đặt ở Giang Sách trên người. Hy sinh Giang Sách một người, cứu sống trăm vạn tính mệnh. Giang Sách, ngươi không muốn trang bị rùa đen rút đầu, lăn ra đây. 1 triệu người không thể bởi vì ngươi một người mà chết, ngươi nên vì hơn 10 thành phố dân chúng phụ trách, ngươi lăn ra đây. Đại lượng dân chúng đem y viện cho bao bọc vây quanh, lớn tiếng thóa mạ lấy. Bọn họ đã bị sợ hãi tử vong cho che đôi mắt, chỉ cần có thể sống sót, hy sinh một cái Giang Sách lại coi là cái gì. Cái gì lời khó nghe đều mắng ra. Bọn họ mục đích của duy nhất, chính là làm cho Giang Sách nhanh đi chết. Giang Sách chết, Long Mạch sẽ ngừng tay, bọn họ là có thể sống. Những người này hoàn toàn quên mất trước đây Giang Sách làm cho này tòa thành thị bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, vì hạnh phúc của bọn hắn bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Bọn họ chỉ biết là, Giang Sách chết, bọn họ là có thể sống. Càng ngày càng nhiều dân chúng tụ tập lại, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, đem toàn bộ y viện cho thành chật như nêm cối, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ xuất nhập. Mặc dù có đại lượng cảnh viên qua đây, cũng vô pháp ngăn chặn lớn như vậy kích thước đoàn người. Tình thế, nguy cấp. Bên trong bệnh viện, Tiêu Học Thần nghiêm khắc vỗ bàn, mắng, đám người này thật là một điểm đạo đức cảm giác cũng không có. Giang Sách vì Yến Thành bỏ ra bao nhiêu? Bọn họ chút nào đều không để ý, chỉ lo chính mình mạng sống. Còn nữa nói, Giang Sách cho dù chết rồi, bọn họ là có thể sống. Hiện tại toàn thế giới có thể phá giải Long Chi Thủy cũng chỉ còn lại có Giang Sách một người. Long Mạch rõ ràng cho thấy cần Long Chi Thủy giết chết Giang Sách, làm cho hy vọng duy nhất cũng tan biến. Đám hỗn đản kia làm sao lại xem không rõ? Lúc này, Giang Sách đã đi tới. Bình tĩnh nói, không phải bọn họ xem không rõ, mà là bọn họ không làm sao được. Quy định thời gian đã đến, hiện tại mỗi 1 phút đều có người nhân vi Long Chi nước độc mà chết, bọn họ ở sự uy hiếp của cái chết dưới, không có lựa chọn nào khác. Vây khốn y viện, bức Giang Sách tự sát, đây là bọn hắn cho rằng duy nhất có thể sống được phương thức. Sai, là Long Mạch. Tiêu Học Thần sâu đậm thở dài, Giang Sách, đều đến lúc này. Người chính là hiền lành như vậy. Nghiên cứu thất bại, ta không lời nào để nói, chỉ có thể tuyển trạch tử vong. Giang Sách thở ra một hơi dài, ở trước khi chết, ta muốn cùng người nhà thông điện thoại. Nguyên bản Đinh Mộng Nghiên đám người đi tới Yến Thành, là muốn cùng Giang Sách đoàn tụ. Ai biết nhưng bây giờ biến thành sinh ly tử biệt. Thế sự như kỳ, càn khôn khó lường. Giang Sách cùng người nhà video trò chuyện, ở một đầu khác. Đinh Mộng Nghiên đã khóc thành lệ người, kêu khóc làm cho Giang Sách không nên vọng động, nói không chừng sự tình còn có chuyển còn chỗ trống. Nàng là nghĩ như vậy, nhưng sự thực không phải như vậy. Giang Sách mỗi giây dưa 1 phút đồng hồ, thì có người nhiều hơn nhân vi Long Chi Thủy mà chết, quần chúng sợ hãi cùng phẫn nộ liền ngày càng cường liệt. Giang Sách cái mạng này, đã không thuộc về chính hắn. Lão bà, chiếu cố tốt bảo bảo. Ta yêu ngươi. Đây là Giang Sách lưu cho thê tử lời sau cùng, sau đó hắn tắt đi video, dứt khoát quyết nhiên đi ra cửa bệnh viện, đi tới mọi người trước mặt. 12 hoàng kim xếp thành một hàng, trên mặt mỗi người đều khẩn trương bất an, thống khổ không ngớt. Giang Sách đi tới trước đó chuẩn bị trước ống nói, nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Nếu như có thể dùng của ta mệnh đổi 1 triệu người sinh cơ, ta chết mà không tiếc. Ta chỉ là một viên mồi lửa, ta chết. Hỏa sẽ không tắt, sẽ có càng nhiều hơn mồi lửa bốc cháy lên. Ta tin tưởng, thế giới này vĩnh viễn sẽ không bị hắc ám thôn phệ. Mấy câu nói xong, chỉ thấy một người trẻ tuổi từ trong đám người đi ra, vừa đi vừa nói chuyện, Giang tiên sinh, thật ngại quá a. Bởi vì ngài là một cái người vô cùng thông minh, để ngừa ngài lại sử dụng ngất, ngụy trang các loại thủ đoạn lừa dối qua cửa, lúc này đây ta cần đối với ngài tiến hành kiểm tra. Xem ra. Long Mạch là hấp thụ Long Thủ, Long Chảo, Lão Thiên Tôn kinh nghiệm của bọn hắn. Giang Sách khẽ cười một tiếng, tùy ý đối phương kiểm tra. Đầu tiên xác định cái này là chân thật Giang Sách, không phải từ bình nước hoặc là người nào giả trang, sau đó, sẽ đem Giang Sách biển thước thần châm cho thu, cam đoan không sẽ là ngất. Nữa đối Giang Sách thân thể tiến hành cặn kẽ kiểm tra, xác định không có lầm. Ok. Hiện tại xin mời Giang tiên sinh uống xong cái ly này Long Mạch vì ngài chuẩn bị xong Long Chi Thủy a. Giang Sách từ tay của người tuổi trẻ trung tiếp nhận Long Chi Thủy,
ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch. Bây giờ Giang Sách, cùng 2 triệu ở bên trong thân thể Long Chi Thủy chi độc người vậy. Thanh niên nhân nhìn Giang Sách uống xong Long Chi Thủy sau, khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác. Giang Sách, hiện tại mạng của ngươi đã nắm giữ ở Long Mạch Đại Nhân trong tay. Ngươi là Long Mạch Đại Nhân chướng ngại duy nhất, trừ đi ngươi, trên đời này cũng sẽ không có nữa người phá giải Long Chi Thủy độc. Ngươi, an tâm lên đường đi. Nói ứng với vừa, liền thấy Giang Sách lập tức sụi lơ té lăn trên đất, toàn thân co quắp, miệng sùi bọt mép. Là Long Mạch viễn trình thao túng, dẫn phát rồi Long Chi Thủy độc tố. Lúc này đây, Giang Sách không phải giả trang, cũng không thể thi triển ngất thuật, đang bị ép uống xong Long Chi Thủy dưới tình huống, là tuyệt đối không có khả năng còn sống. 12 hoàng kim thậm chí cũng không dám trợn mắt nhìn, từng cái nghiêng đầu sang chỗ khác. Mặt trời chiều ngã về Tây. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Giang Sách thống khổ co quắp, mãi cho đến chết. Một đời tu la chiến thần, chung quy rơi vào cái chết không yên lành hạ tràng. Giang Sách chết. Mọi người cho rằng sự tình hẳn là kết thúc, mạng của bọn họ có thể không có uy hiếp, nhưng mà bọn họ đều sai rồi. Ở Giang Sách sau khi chết không đến 5 phút đồng hồ, trên quảng trường màn hình lớn sáng lên, lúc này đây, Long Mạch mang mặt nạ tự mình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn dùng nhọn tiếng nói rằng, Giang Sách đã chết, trên đời lại không người có thể phá Long Chi Thủy độc, hiện tại, mạng của các ngươi triệt để nắm giữ ở trong tay ta. Ta, chính là của các ngươi chủ tử. Giờ khắc này, quảng đại dân chúng đột nhiên mộng ép, giống như là bị sét đánh chúng một cái vậy, hữu khí vô lực. Rất lo xa để ý tố chất kém, trực tiếp liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bọn họ cho rằng Giang Sách tử năng đủ đổi an toàn của mình, ai biết kết quả là nhưng cái gì cũng không có đạt được, Long Mạch vẫn là trước sau như một lấy của bọn họ sinh mệnh trở thành là lợi thế, bức bách phía chính phủ nghe theo lời của hắn. Độc, mơ tưởng giải trừ. Mệnh, vẫn còn ở trên tay người ta. Long Mạch suy nghĩ gì thời điểm để cho bọn họ chết, bọn họ sẽ từ lúc nào chết, không có nửa phần năng lực phản kháng. Cái này còn không là đáng sợ nhất. So với cái này đáng sợ hơn là, ngay cả duy nhất có thể phá giải Long nước độc người, cũng bị bọn họ cho hoạt hoạt bức tử. Đã không có Giang Sách, Long nước độc liền căn bản không khả năng có người giải khai. Trần Lão, Thánh Thủ thay đổi luôn Niếp Thiên Kỳ đều đã chết. Giang Sách là người cuối cùng còn nắm giữ kỹ thuật chiết cây nhân, cái chết của hắn, cũng tuyên cáo Long nước biến thành vô giải tồn tại. Rất nhiều người đều tuyệt vọng khóc, không biết nên làm thế nào mới tốt. Bọn họ rất hối hận. Giờ khắc này, bọn họ không gì sánh được hoài niệm cái kia bất cứ lúc nào cũng có thể đứng ra cho mọi người giải quyết vấn đề nam nhân Giang Sách, cái kia tựa hồ mãi mãi cũng không còn cách nào bị giết chết tu la chiến thần. Là bọn hắn tự tay bức tử người đàn ông này. Không phải. Có người phù phù một tiếng quỳ xuống, hướng phía Giang Sách thi thể quỳ xuống, bây giờ hối hận cũng đã chậm. Ngoại trừ rơi lệ khóc giống ở ngoài, cũng không có cái gì cái khác tốt phát tiết biện pháp. Một tên tiếp theo một tên người đều quỳ xuống, vì bọn họ đối với Giang Sách hành vi cảm thấy đáng thẹn. Hết mấy vạn người, vây quanh y viện quỳ xuống, vì bọn họ tội ác chuộc tội. Vì bọn họ hành vi ngu xuẩn cảm thấy đáng thẹn, bọn họ làm đời này ngu xuẩn nhất sự tình. Rõ ràng có một có thể đáng giá dựa vào người, bọn họ lại đem hắn bức tử. Lão thiên gia, bọn họ hy vọng dường nào thời gian có thể đảo lưu, làm cho lịch sử bi kịch không nên lên diễn. Đáng tiếc, trên cái thế giới này không có đã hối hận có thể ăn. Hết mấy vạn người, ở cửa bệnh viện quỳ hoài không dậy. 12 hoàng kim trong đôi ngư. Bình nước đứng dậy, đem Giang Sách thi thể cho mang rồi y viện, hai người trên mặt của đều là vẻ thống khổ. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Hôm nay 12 hoàng kim, đều rơi lệ rồi. Giang Sách người nhà, càng là thương tâm gần chết, lòng muốn chết đều có, Đinh Mộng Nhiên càng là trực tiếp khóc hôn mê đi. Toàn bộ Yến Thành đều nằm ở một loại cực đại trong bi thương. Bầu trời, cũng là hắc ám. Hết lần này tới lần khác, Long Mạch lại cười ha hả ở màn hình lớn chung nói rằng, Tiêu học thần, ta biết các ngươi đã khóa được vị trí của ta, muốn đối phó ta. Thật ngại quá, ta hiện tại nắm trong tay 2 triệu người tính mệnh, người buộc ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Hiện tại, ta
ta lệnh cho ngươi ở 12 giờ bên trong chuẩn bị cho ta một trận phi cơ trực thăng, hộ tống ta an toàn đi đến nước ngoài. Đến khi ta ổn định sau khi an toàn, cái này 2 triệu người tính mệnh sẽ an toàn. Nếu không, bọn họ toàn bộ đều được cho ta chôn cùng. Tiêu Học Thần nhìn chằm chằm màn hình lớn, hung hãn nói, người đã dùng một bộ này bức tử giang sách, bây giờ còn tới. Đối với loại người như ngươi không có uy tín người, ta căn bản cũng sẽ không để ý đến ngươi. Long Mạch vui vẻ, xin lỗi, bây giờ không phải là ngươi để ý tới hay không vấn đề của ta, mà là ngươi phải dựa theo ta nói đi làm. Ngươi phải biết rằng, hiện tại trên tay ta nhưng là có 2 triệu người tính mệnh làm lợi thế, ngươi, đổ nổi sao? Rất hiển nhiên, dạy học thành là không đánh cuộc được, không có cách nào, hắn chỉ có thể dựa theo đối phương nói đi làm, 12 giờ bên trong chuẩn bị xong phi cơ trực thăng. Không chỉ như vậy, còn muốn hướng thượng cấp xin chỉ thị, trợ giúp Long Mạch chạy trốn tới nước ngoài. Nghĩ đến đây, dạy học thành tự giận không chỗ phát tiết. Ghê tởm. Hắn phẫn hận ly khai hiện trường, đi bắt tay vào làm xử lý sự tình phía sau. Toàn bộ Yến Thành, trời u ám. Tuân thủ nghiêm ngặt nhà. Gia chủ Tương Huân ngồi ở trong sân, nhìn đầy sân đã khô héo hoa, bi thương không ngớt. Hắn giúp đỡ Trần Lão cả đời, chính là vì phá giải Long Chi Thủy Độc, kết quả là Trần Lão cũng không có làm được. Trần Lão 2 cái đồ đệ thánh thủ thay đổi luôn Niếp Thiên Kỳ cùng với Giang Sách, hiện tại cũng đều ly khai nhân thế. Trên thế giới không còn có người có thể phá giải Long Chi Thủy Độc. Ai, Tương Huân thở dài một hơi, xem ra quấy nhiễu tưởng ra hơn 1.000 năm chớ chú, cuối cùng là không có cách nào phá giải, hắn vẫn cấp cho Long Mạch khi thuộc hạ. Lúc này, Tương Theo Như Vân đi tới nói rằng, ba, người không muốn than thở tốt không tốt. Tương Huân cười khổ một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, ta ngay cả bi thương một cái cũng không được sao. Có cần không, Tương Theo Như Vân kiên định nói rằng, cục diện như vậy chúng ta cũng không phải không có đụng phải. Mỗi một lần khi chúng ta rơi vào tuyệt cảnh thời điểm, Giang Sách đều sẽ đứng ra nghịch chuyển càn khôn. Tin tưởng hắn lúc này đây cũng có thể làm được. Ngây thơ. Tương Huân lắc đầu. Lần này cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào đều đã bất đồng. Trước kia Giang Sách có thể xoay càn khôn, nhưng lần này, hắn tuyệt đối làm không được. Hết thảy uống xong Long Chi Thủy Nhân, tính mệnh liền nắm giữ ở Long Mạch trong tay. Giang Sách xác xác thật thật uống Long Chi Thủy. Vậy làm sao còn có thể sống? Hơn nữa phát sóng trực tiếp cũng thấy rõ, Giang Sách tử vong phương thức chính là bị Long Chi Thủy khống chế mà chết phương thức, không có ngoài ý muốn. Lúc này đây, Giang Sách là thật chết. Ta không tin. Tương Theo Như Vân như trước nhãn thần kiên định nói rằng, ta tin tưởng Giang Sách nhất định còn sẽ có năng lực hòa nhau bại cục, ta tin tưởng hắn. Nói, nàng khí hanh hanh xoay người rời đi. Nhìn nữ nhi rời đi thân ảnh. Tương Huân lại lắc đầu, lẩm bẩm ta làm sao không muốn tin tưởng Giang Sách có thể xoay thế cục. Có thể trên thực tế, coi như là hắn, cũng làm không được rồi nha. Giang Sách chung quy chỉ là một người phàm tục, không phải thần A. 12 giờ đi qua rất nhanh, phi cơ trực thăng đã chuẩn bị hoàn tất. Ở một tòa cao ốc trước cửa, đậu một chiếc phi cơ trực thăng, chu vi toàn bộ đều là bảo tiêu. Một cái mang mặt nạ nam tử đi ra. Chính là nổi tiếng xấu nam nhân Long Mạch. Tiêu Học Thần đứng đối diện với hắn, lạnh lùng nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Long Mạch huýt sáo một cái, Tiêu khu trưởng, đa tạ ngươi chuẩn bị cho ta máy bay. Hắn như là người thắng thông thường, hướng phía máy bay đi tới. Còn không chờ hắn đi tới phân nửa, Tiêu Học Thần đột nhiên vung tay lên, một nhóm lớn cảnh sát xông tới, đem những người hộ vệ kia đều bắt, đem Long Mạch bức cho đến rồi góc. Long Mạch thất kinh, Tiêu Học Thần, người điên rồi sao? Người cho rằng bắt được ta là có thể hóa giải nguy cơ. Người sai rồi, ta hiện tại sẽ ngươi hối hận, ta hiện tại để Yến Thành Nhân đi tìm chết. Tiêu Học Thần cười lạnh một tiếng, phải, làm được lời nói, xin mời liền. Long Mạch sửng sốt một chút, Tiêu Học Thần cuồng vọng như vậy sao? Không chút nào đem Yến Thành dân chúng mình để vào mắt. Người đừng hối hận. Long Mạch bắt đầu thao túng Long Chi Thủy, chuẩn bị giết chết Yến Thành Nhân. Có thể nửa phút quá khứ, không phản ứng chút nào. Điều này sao có thể? Tiêu Học Thần lạnh lùng nói rằng, không có gì không thể, Long Mạch, người Long Chi Thủy đã bị phá giải. Ngươi,
thua. Phá giải, Long Mạch lắc đầu liên tục, người thiếu hù ta, trên cái thế giới này không tồn tại có thể phá giải Long Chi Thủy Nhân rồi. A hát, phải. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới. Là Giang Sách. Long Mạch thất kinh, Giang Sách làm sao có thể còn sống? Không cần hoài nghi, ta chính là còn sống. Đoàn người xa nhau, một bóng người quen thuộc đi ra, chính là cái kia ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới đã tử vong Giang Sách. Hắn vừa đi vừa nói chuyện, phía trước nghiên cứu đã hoàn thành 99%, còn kém cuối cùng 1% làm sao đều làm không được. Ta lúc đó đã nghĩ, có thể chỉ có uống xong Long Chi Thủy, làm cho thân thể thiết thực đi cảm thụ độc tố, mới có thể đem cuối cùng này 1% phá giải. Sự thực cũng chính là như vậy, ta làm xong rồi. Đang uống dưới Long Chi Thủy sau, ta rốt cuộc biết na sau cùng 1% là cái gì, thuận lợi phá giải Long Chi Thủy. Hiện tại giải dược đều đã chế tác được, cũng cắt đứt người cùng Long Chi Thủy giữ liên hệ. Người đã không còn cách nào giết chết bất cứ người nào rồi. Long Mạch, người thua. Thua. Long Mạch hai con mắt trừng lớn, không dám tin nhìn Giang Sách. Cái này lưu truyền hơn 1.000 năm Long Chi Thủy, cứ như vậy bị Giang Sách phá giải. Kỳ thực Long Mạch sớm có giác ngộ. Nếu như nói trên thế giới có ai có thể phá giải Long Chi Thủy lời nói, vậy người này chỉ có thể là Giang Sách, cho nên Long Chi Thủy mới có thể nghĩ như vậy muốn Giang Sách đi tìm chết. Có thể hết lần này tới lần khác Giang Sách đặt mình vào nguy hiểm, lợi dụng thân thể của chính mình làm lời dẫn, tìm ra cuối cùng 1% bất đồng, hoàn thành giải dược. Thế nhưng, Long Mạch phát hiện một cái bắc, chất vấn, ở người uống dưới Long Chi Thủy sát na, ta liền dẫn động độc tố, để cho ngươi tử vong. Ngươi coi như đã biết cuối cùng 1% tin tức, cũng không kịp chế tác giải dược. Quả thực như vậy. Lúc đó Giang Sách uống Long Chi Thủy, cái gì cũng không kịp làm cũng đã đừng giết chết. Cái kia hắn, không là người khác giả trang, cũng không có ngất thuật. Vậy hắn là như thế nào tử trong đào sinh? Điểm này mới là Long Mạch nghĩ không hiểu địa phương. Giang Sách nở nụ cười, về điểm này, ta phải cảm tạ Lão Thiên Tôn. Cảm tạ Lão Thiên Tôn. Long Mạch càng hồ đồ rồi. Giang Sách giải thích, lúc đó, giết chết ta, kỳ thực cũng không phải là Long Chi Thủy, mà là Phệ Tâm Tán. Quát! Long Mạch cảm giác đầu óc có điểm loạn, đây cũng cùng Phệ Tâm Tán có quan hệ gì? Giang Sách nói rằng, trước đây Lão Thiên Tôn cũng muốn chế tác Long Chi Thủy giải dược, kết quả thất bại, bất quá lại hết ý sáng tạo ra Phệ Tâm Tán loại chức năng này tương tự với Long Chi Thủy gì đó tới, cũng dùng cái này nắm trong tay toàn bộ Yến Thành. Phệ Tâm Tán là Long Chi Thủy thấp kém đồ thay thế. Thế nhưng, Phệ Tâm Tán cùng Long Chi Thủy hai người trong lúc đó có một quan hệ, sợ là ngay cả ngươi cũng không biết, đó chính là cái này lưỡng chủng độc dược là bài xích lẫn nhau. Giống như là phần mềm diệt virus giống nhau, ngươi cài đặt một cái, sẽ bài xích một người. Nếu như một người uống Phệ Tâm Tán, như vậy thân thể sẽ thiên nhiên bài xích, vốn là đồng căn sinh, Long Chi Thủy. Giang Sách chính là trước giờ uống Phệ Tâm Tán, đã bị Phệ Tâm phân phát cho khống chế được hắn, thân thể đã hoàn toàn bài xích Long Chi Thủy, cho nên Long Chi Thủy căn bản cũng không bắt đầu bất kỳ hiệu quả nào. Mà sau đó Giang Sách chết, cũng là giả. Đó là Phệ Tâm tỏa ra làm hiệu quả. Lúc đầu Phệ Tâm Tán chính là Long Chi Thủy thấp kém đồ thay thế, hai người ở độc tính phát tác thời điểm, cơ hồ là giống nhau như đúc, căn bản không khác nhau lớn bao nhiêu. Long Mạch tự nhận là Long Chi Thủy độc tính phát tác, nhưng thật ra là Phệ Tâm Tán độc tính phát tác. Mà Phệ Tâm Tán, Giang Sách nhưng là đã sớm phá giải, đã sớm sở hữu giải dược. Ngay lúc đó Giang Sách đã sớm trước giờ dùng qua Phệ Tâm Tán giải dược, mặc dù độc tính phát tác cũng sẽ không tử vong, ở thi thể, bị khiêng đi sau đó, càng là tiến hành rồi cứu giúp, rất nhanh thì khôi phục lại. Nghe thế, Long Mạch chỉ có bừng tỉnh đại ngộ. Cảm tình Giang Sách là lợi dụng Phệ Tâm Tán bài xích tính tới quay mũi Long Chi Thủy độc tính, cũng ngụy trang thành Long Chi Thủy phát tác tử vong, cuối cùng lại dùng Phệ Tâm Tán giải dược hoàn thành, sống lại. Từ nơi này cùng lúc đến xem, không thể không nói, thật vẫn phải cảm tạ Lão Thiên Tôn. Nếu như không phải Lão Thiên Tôn sáng tạo ra Phệ Tâm Tán, cũng sẽ không có Giang Sách như thế hoàn mỹ diễn xuất rồi. Vương bát đản, Lão Thiên Tôn ngươi một cái vương bát đản. Long Mạch chửi ầm lên. Bắt lại, Tiêu Học Thần vung tay lên,
Lập khắc liền có người đi qua đem long mạch bắt, mặt nạ lấy xuống, mới phát hiện nguyên lai là một cái mới bất quá hơn 30 tuổi nam tử. Cũng không biết là long mạch bao nhiêu đời truyền nhân. Long mạch, rốt cục bị bắt. Kế tiếp, Tiêu Học Thần phát động sấm sét bão táp, rất nhanh thu lưới, toàn quốc trong phạm vi long mạch dư đảng, toàn bộ đều bị bắt. Mà na 2 triệu dân chúng vô tội, cũng đều được lý giải cứu, uống giải dược. Giang Sách, lại một lần nữa cứu vớt bọn họ. Vì cảm tạ Giang Sách, bọn họ ở Yến Thành cùng với khác nhiều thành thị, đều là Giang Sách tạo bắt đầu pho tượng. Này công lao, sẽ lưu danh bách thế. Tuân thủ nghiêm ngặt nhà. Tương theo như Vân nhún nhảy một cái đi tới phụ thân trước mặt, vừa cười vừa nói, ba, ta nói cái gì kia mà. Giang Sách nhất định sẽ nghịch chuyển càn khôn a, ta thắng. Tương Huân cũng chảy xuống kích động nước mắt. Giang Sách thật là quá mạnh mẽ, này cũng có thể phiên bản. Đồng thời, quấy nhiễu tưởng ra hơn 1.000 năm chớ chú, cũng rốt cục tiêu thất, từ nay về sau, Tương Huân rốt cục có thể làm trở về một người bình thường. Thật sự là quá tốt. Thực tiệm thuốc. Giang Sách xuất lĩnh 12 hoàng kim trở về. Vừa đến cửa nhà liền thấy thê tử Đinh Mộng Nghiên hai tay chống nạnh, trợn mắt nhìn. Giang Sách, vì sao ngươi mỗi lần làm việc đều phải dọa người như vậy? Ta thiếu chút nữa đã bị ngươi hù chết. Giang Sách nhún vai, đi tới lão bà trước mặt, ôn nhu nói rằng, ta cam đoan đây là một lần cuối cùng, về sau, cũng sẽ không bao giờ phát sinh chuyện giống vậy. Thật vậy chăng? Thực sự. Giang Sách ôm lấy Đinh Mộng Nghiên, ở cái trán của nàng sâu đậm hôn một cái. Đinh Mộng Nghiên bĩu môi hỏi, vậy ngươi thành thật khai báo, đến cùng còn có bao nhiêu thân phận, sự tình lừa dối lấy ta. Ngạch, để cho ta suy nghĩ một chút a. Giang Sách vừa nghĩ vừa nói rằng, Yến Thành thực tiệm thuốc cùng nhân tâm y viện đều là ta danh hạ, ngươi đây biết. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, Giang Nam khu ngâm mộng khoa học kỹ thuật cùng ước mạch vui chơi giải trí cũng là của ta. A, Đinh Mộng Nghiên thất kinh, đây chính là hai đại cự vô phách công ty. Không nghĩ tới cư nhiên cũng là Giang Sách. Không chỉ như vậy a hát, còn có kinh thành Giang gia, cũng chính là Trăng Sao Các, đó cũng là ta. Cái gì, Đinh Mộng Nghiên đều phải dọa ngất rồi. Những thứ này tài sản cộng lại, mấy đời cũng xài không hết a. Cuối cùng, Giang Sách càng là nói rằng, còn có điểm trọng yếu nhất, kỳ thực ta sau lại đi kinh thành, lại đem trở về Tu La chiến thần vị trí, bây giờ ta, vẫn là cái kia chiến thần. Giang Sách, Đinh Mộng Nghiên nghe vừa mừng vừa sợ vừa giận, ngươi lại có nhiều chuyện như vậy gạt ta. Giang Sách cười đùa nói rằng, về sau sẽ không lừa gạt nữa lấy ngươi. Đinh Mộng Nghiên hỏi, ha, ai tin a? Là thật, hơn nữa, ta hiện tại liền hướng ngươi nói áy náy, làm gương tốt. Là như thế nào làm gương tốt pháp? Chính là kính dâng cơ thể của ta cho ngươi. Đinh Mộng Nghiên nghe gương mặt ửng đỏ, ngươi thật không e lệ. Ai muốn thân thể của ngươi a? Giang Sách vẫn không khỏi phân trần, dám ôm Đinh Mộng Nghiên chạy lên lầu, vừa chạy còn vừa hướng 12 hoàng kim nói rằng, hiện tại ta muốn đi hoàn thành nhất kiện vài trăm triệu đại hạng mục, các ngươi mang theo mọi người, toàn bộ ly khai, thực tiệm thuốc một người cũng không cho phép có. Là 12 hoàng kim tuân mệnh làm việc. Giang Sách ôm Đinh Mộng Nghiên lên lầu, đem lão bà nhét vào trên giường, sau đó mình cũng bỏ lên. Màn hạ xuống, giường chiếu lay động, Tu La chiến thần, anh dũng chinh chiến. Hết chuyện chí tôn chiến thần, Giang Sách.